Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 121. Cô gái váy trắng đột nhiên hỏi, đây là nơi nào? Pho tượng vội vàng nó, vực cổ thần. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Ngay sau đó, một luồng kiếm thế lớn mạnh vô cùng bao phủ toàn bộ vực cổ thần. Chỉ trong khoảnh khắc, vậy mà toàn bộ vực cổ thần đã trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, pho tượng ngây ngẩn cả người. Nàng muốn tiêu diệt vực cổ thần này. Vì sao? Đúng lúc này, trên những kim tự tháp màu đen trong vực sâu khổng lồ này đột nhiên xuất hiện một đám người, đều là hư ảo, không phải bản thể. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô gái váy trắng, trong mắt bọn họ là nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Mỗi một người đứng trên kim tự tháp, ít nhất cũng là thành đạo cảnh đỉnh cao. Mà giờ khắc này, sắc mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng, trong mắt bọn họ tràn đầy kiêng kỵ. Vô cùng kiêng kỵ. Chỉ một kiếm đã khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Không ai phản kháng. Không dám. Cũng không thể. Khi luồng kiếm thế này bao phủ xuống, toàn bộ kim tự tháp màu đen trong vực cổ thần đều rung chuyển, sau đó từ từ rạn nứt. Toàn bộ vực cổ thần sắp bị xóa sổ. Mà nơi đây, không một người nào dám phản kháng. Đúng lúc này, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng, hơi thở trên người ông lão áo đen giống như vũ trụ mênh mông, sâu không lường được. Trên cả thành đảo, ông lão áo đen hơi cúi người chào hỏi cô gái váy trắng, gượng cười, tại hạ là Tô Chiết, không biết bọn ta có chỗ nào đắc tội. Cô gái váy trắng nhìn Tô Chiết, không có. Tô Chiết hơi không hiểu. Vậy vì sao các hạ muốn diệt bọn ta? Cô gái váy trắng im lặng một lát rồi nói, đối với ca ca của ta thì thực lực của các ngươi quá mạnh, không phải tuổi này của hắn có thể chống đỡ được, vì vậy các ngươi chết hết đi. Nghe vậy, đám người Tô Chiết đều tỏ ra mịt mờ. Bọn ta mạnh, uy hiếp đến ca ca của ngươi, nên ngươi muốn giết bọn ta. Đây là cái lý gì? Bọn ta mạnh cũng sai sao? Không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, kiếm trong tay cô gái váy trắng đột nhiên rung động, ngay sau đó, những kim tự tháp xung quanh bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người thay đổi dữ dội. Lúc này, Tô Chiết kia vội nói, xin các hạ giơ cao đánh khẽ. Các hạ yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ca ca của ngươi. Mẹ nó, đùa cái gì vậy? Ngươi mạnh như vậy. Sao bọn ta dám đối địch với ca ca của ngươi? Lúc này, kiếm trong tay cô gái váy trắng yên lặng trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt những cao thủ ở đây lập tức thả lỏng. Cô gái váy trắng nhìn Tô Chiết vội vàng nói, các hạ, ca ca của ngươi là người của ám vực sao? Cô gái váy trắng lắc đầu. Trong lòng Tô Chiết thở phào nhẹ nhõm, ông ta vội vàng nói, các hạ yên tâm. Bọn ta sẽ không đối địch với ca ca của ngươi, tuyệt đối sẽ không. Cô gái váy trắng suy nghĩ, sau đó nói, ta phải đi đến một nơi rất xa, mà các ngươi là uy hiếp cực lớn đối với hắn, ta không yên lòng. Sắc mặt Tô Chiết thay đổi kịch liệt, các hạ cứ yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ca ca của các hạ. Bọn ta có thể thề, lấy linh hồn thề. Nói xong, ông ta vội vàng nhìn về phía mọi người, thề đi. Mau thề đi. Lúc này, Tô Chiết sắp khóc đến nơi rồi. Đại tỷ à, người bỏ qua cho bọn ta đi. Bọn ta không dám đối địch với ca ca của ngươi đâu. Những người ở đây cũng vội vàng thề, lúc này không thề không được. Cô gái váy trắng im lặng. Thề xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô gái, tảng đá trong lòng vốn đã rơi xuống giờ lại nhấc lên. Cô gái trước mắt này. Mạnh mẽ đến độ khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Thật sự tuyệt vọng. Người bình thường không cảm nhận được mạnh mẽ của cô gái, nhưng bọn họ thì có thể. Chỉ một kiếm đã đủ để hủy diệt tất cả mọi người nơi đây. Một kiếm kia đã vượt ra khỏi nhận biết của bọn họ. Một lát sau, cô gái váy trắng liếc nhìn mọi người một lượt rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở đây lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, cô gái váy trắng dừng lại, thấy vậy, sắc mặt những người ở đây lập tức thay đổi dữ dội.
Cô gái váy trắng vung tay phải lên, một bức họa xuất hiện trước mặt Tô Triết. Chính là bức họa vẽ Diệp Huyên. Cô gái váy trắng nhìn Tô Triết, đây là ca ca của ta. Tô Triết thoáng nhìn bức họa kia, sau đó vội vàng xoay người nhìn những người kia, tất cả nhìn kỹ vào. Nhìn thật kỹ vào. Mọi người vội vàng nhìn về phía bức họa kia, ai nấy đều nhìn vô cùng kỹ càng. Cô gái váy trắng liếc nhìn mọi người, đừng ức hiếp ca ca của ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thoáng cái, nàng đã biến mất khỏi tinh không. Nơi đó, Tô Triết lắc đầu, ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, trời ạ, rốt cuộc là ai ức hiếp ai vậy, trên đời này còn vương pháp hay không, còn lẽ trời hay không? Trong đại điện tại Thiên Cung thuộc Lưỡng Giới Uyên, Bạch Đế Tử đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng bật dậy, trong mắt ông ta ngập tràn vẻ khó tin. Ở nơi xa, Chân Võ nhìn về phía Bạch Đế Tử, sao thế? Bạch Đế Tử chậm rãi nhắm hai mắt, Thần Phong và Thiên Lý đã qua đời rồi. Chết rồi sao? Chân Võ Thần Quân trầm mặc. Cả đại điện chìm trong im lặng. Một lát sau, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, xem ra cô gái váy trắng kia mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều lắm. Chân Võ nhìn về phía Bạch Đế Tử, không thể chờ thêm nữa. Nếu còn chờ nữa, thì Diệp Huyên kia đã lên tới ngự đạo mất thôi. Bạch Đế Tử trầm mặc. Chân Võ trầm giọng nói, ta biết ông e ngại cô gái váy trắng kia, nhưng bây giờ chúng ta quả thật không còn nhiều thời gian nữa. Diệp Huyên kia đã là chứng đạo cảnh đỉnh cao rồi, nếu để cho đạo chủng chi địa giúp đỡ hắn đạt tới ngự đạo, vậy thì chúng ta muốn giết hắn sẽ càng khó hơn nữa. Bạch Đế Tử nhìn Chân Võ, cá nhân ta đề nghị vẫn nên tìm hiểu rõ thân phận của Diệp Huyên và cô gái váy trắng trước đã. Chân Võ nhíu mày, thân phận của Diệp Huyên ư? Bạch Đế Tử gật đầu, kẻ này có huyết mạch đặc biệt, mà trước giờ ta chưa từng điều tra được lai lịch của loại huyết mạch đó. Dứt lời, ông ta lắc đầu, trong mắt ngập tràn vẻ lo lắng. Càng điều tra Diệp Huyên, ông ta càng phát hiện Diệp Huyên không hề đơn giản chút nào. Dường như nghĩ tới gì đó, Bạch Đế Tử lại tiếp tục lắc đầu thở dài, vốn tưởng sau khi Mộ Niệm Niệm chết thì việc giết chết Diệp Huyên chỉ là điều dễ như trở bàn tay đối với đạo đình. Nhưng hiện giờ xem ra, ông ta chợt nhận ra mọi chuyện không đơn giản như những gì bản thân đã nghĩ. Lúc này, Chân Võ đột nhiên nói, không thể tiếp tục chờ đợi như thế được nữa. Bạch Đế Tử nhìn Chân Võ. Chân Võ trầm giọng nói, bất kể thế lực phía sau hắn có đơn giản hay không, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Tương lai phải giết, mà hiện tại cũng thế, vậy sao không nhân lúc đang dễ giết mà xử lý luôn? Bạch Đế Tử trầm ngâm. Chân Võ lại nói, Bạch Đế Tử, ông hay nghĩ thế này, một khi để nhóc con đó đạt tới ngự đạo, thì ngay cả ta cũng không nắm chắc sẽ giết chết được hắn. Mà bây giờ... chúng ta chỉ trả giá chút ít là đã có thể giết chết thằng nhãi đó rồi. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, đạo chủng chi địa. Chân Võ nói, chúng ta sẽ cho đạo chủng chi địa lựa chọn, về phần chọn thế nào thì phải coi bọn họ rồi. Bạch Đế Tử trầm ngâm một hồi, sau đó không chút do dự cất lời, vậy giết thôi. Chân Võ Thần Quân gật đầu, ông ta nhìn ra ngoài đại điện, chuẩn bị sẵn sàng tất thảy mọi thứ. Bạch Đế Tử gật đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi. Ở một nơi giữa tinh không, Diệp Huyên cầm kiếm đứng đó, hai mắt nhắm nghiền, thanh kiếm Thiên Chu trong tay hắn khẽ rung lên. Chẳng rõ qua thêm bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên mở bừng mắt, sau đó chém ra một kiếm. Xoẹt! Một luồng kiếm quang xé gió lao vụt đi. Trong chớp mắt, những vì sao trong phạm vi 10 dặm xung quanh lập tức hóa thành hư vô. Bị xóa sổ rồi. Do sức mạnh của đạo quyền kết hợp với kiếm đạo của hắn. Hiện giờ hắn đã có thể khống chế cùng lúc hai loại sức mạnh. Sau khi hai loại sức mạnh này hợp nhất với nhau, uy lực mạnh hơn đạo quyền không chỉ 3 lần. Sau khi chém ra một kiếm, Diệp Huyên cảm giác thân thể vô cùng hư thoát, tựa như bản thân đã bị rút kiệt vậy. Cũng may thân thể hắn đủ mạnh, bằng không sau một kiếm vừa nãy. Hẳn là hắn sẽ sụp đổ mất thôi. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay mình, gọi là đạo kiếm đi. Trong một chiêu kiếm ẩn chứa cả đại đạo. Một lát sau, Diệp Huyên thu kiếm về, hắn nhìn lướt bốn phía,
nhưng sau đó lại xoay người rời đi. Diệp Huyên về tới Yêu Vương Thành. Ở cửa Yêu Vương Điện, Sĩ Yêu Yêu lặng lặng đứng đó, như thể đang đợi Diệp Huyên. Diệp Huyên đi tới trước mặt Sĩ Yêu Yêu, hắn toàn cất lời thì đúng lúc này, không gian phía trên Thiên Vương Điện đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện giữa không trung. Bạch Bào. Mà sau lưng Bạch Bào là hơn 1.000 cường giả, trong đó số lượng thần quân khoảng 36 vị. 36 vị thần quân. Ngoài điều đó ra, tất thảy cường giả cấp bậc đỉnh cao của quân đội áo trắng đều đã tới cả. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời, lặng im không nói. Sĩ Yêu Yêu cười nói, có sợ không? Diệp Huyên gật đầu, hơi hơi. Sĩ Yêu Yêu khẽ bảo, bọn họ đang đàm phán đấy. Diệp Huyên nhìn về phía Sĩ Yêu Yêu, La Hầu và đám chân võ. Sĩ Yêu Yêu gật đầu. Diệp Huyên cười nói, Yêu Yêu cô nương, ta muốn xem thử bọn họ đàm phán như thế nào. Sĩ Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên hỏi, được chứ? Sĩ Yêu Yêu gật đầu, được. Dứt lời, nàng ta lập tức biến mất cùng với Diệp Huyên. Sau đó, bọn họ xuất hiện trong một đình viện nhỏ, ở nơi này, Diệp Huyên nhìn thấy mấy gương mặt khá là quen thuộc. Bạch Đế Tử, Trần Võ Thần Quân, La Hầu, A Khổ Vương. Nhìn thấy Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện, đám người có mặt đều sửng sốt. Sĩ Yêu Yêu cười nói, hắn muốn xem thử mọi người đàm phán thế nào, cho nên ta liền dẫn hắn tới đây. Các người cứ tiếp tục đi. La Hầu nhìn thoáng qua Sĩ Yêu Yêu, trầm mặc, không rõ đang nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía Bạch Đế Tử, lại gặp rồi. Bạch Đế Tử cười nói, ngươi tới muộn, chúng ta đã đàm phán xong. Diệp Huyên mỉm cười, để ta đoán thử nhé, hẳn là các ông đã đưa ra điều kiện khiến La Hầu tiền bối không thể chối từ, đúng chứ? La Hầu đột nhiên cất lời, 10 mỏ khoáng cực phẩm. Đồng thời trong vòng 20 năm đôi bên sẽ không nổ ra chiến tranh. 10 mỏ khoáng cực phẩm. Diệp Huyên cười nói, La Hầu tiền bối đồng ý rồi sao? La Hầu gật đầu, chúng ta không thể từ chối điều kiện này. Như ông ta nói, đạo chủng chi địa quả thật không từ chối được, bởi vì chỉ cần họ không làm gì hết thì đã có 10 mỏ khoáng cực phẩm tới tay. Hơn nữa, bọn họ còn có thể mượn tay đạo đình để diệt trừ Diệp Huyên. Một khi đạo đình giết chết được Diệp Huyên thì liệu người đứng sau Diệp Huyên sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn là không. Có thể nói, Diệp Huyên vừa chết thì người đứng sau người ta nhất định sẽ liều chết với đạo đình, khi ấy, đạo chủng chi địa cứ việc ngồi đấy mà ngư ông đắc lợi thôi. Tóm lại, từ bỏ Diệp Huyên chỉ có lợi mà không hề hại. La Hầu đứng dậy, ông ta nhìn về phía Sĩ Yêu Yêu, chúng ta đi thôi. Sĩ Yêu Yêu lại không mảy may động đậy. La Hầu nhíu mày. Sĩ Yêu Yêu nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, người có muốn nói gì đó không? Diệp Huyên im lặng. Sĩ Yêu Yêu đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cứ thế nhìn hắn, từ bỏ à? Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía La Hầu, cười nói, La Hầu tiền bối, quả nhiên ông cũng quá coi thường ta rồi. Lẽ nào ta chỉ đáng giá 10 mỏ khoáng cực phẩm thôi sao? La Hầu nhìn Diệp Huyên, ngươi là một người thông minh, có những chuyện không cần nói ra ngươi cũng hiểu, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên ta hiểu, chỉ là, có chuyện này chắc hẳn La Hầu tiền bối sẽ có hứng thú đấy. La Hầu gật đầu, ngươi nói đi. Diệp Huyên cười đáp, ta có thể tập hợp được 9 quyển đạo kinh. La Hầu nhìn Diệp Huyên, đạo kinh vẫn ở trong tay ngươi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối là người thông minh, có vài việc, chúng ta không cần thiết nhiều lời đâu nhỉ, ông thử nói xem. La Hầu cười nói, đúng vậy, có điều ngươi dựa vào cái gì mà đòi tập hợp cả 9 cuốn đạo kinh. Theo ta được biết, bây giờ ngươi chỉ có 5 quyển, đúng chứ? Diệp Huyên liếc đám người một cái, sau đó cười bảo, La Hầu tiền bối, vấn đề này lát nữa ta sẽ trả lời ông. Các vị, nếu như ta đoán không sai, hẳn là các vị rất tò mò về thân phận và lai lịch của ta, đúng không? La Hầu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Đúng như Diệp Huyên nói, ông ta quả thật vô cùng tò mò về thân phận và lai lịch của Diệp Huyên. Bạch Đế Tử đột nhiên bật cười,
Sao, người muốn tự giới thiệu à? Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một cái hồ lô càn khôn xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy hồ lô càn khôn kia, lông mày La Hầu nhăn lại, ông ta không nhận ra nó. Thế nhưng sắc mặt của Bạch Đế Tử lại biến đổi nhanh chóng, hồ lô càn khôn. Diệp Huyên nhìn về phía Bạch Đế Tử, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc, lão già này quả đúng là kiến thức sâu rộng. Ngay cả hồ lô càn khôn mà cũng biết. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đến từ nơi đó. La Hầu nhìn về phía Diệp Huyên, nơi nào? Diệp Huyên cười đáp, thế giới Bà Sa. Nghe vậy, sắc mặt La Hầu cũng thay đổi. Thế giới Bà Sa. Đối với nơi này, cả đạo đình lẫn đạo chủng chi địa đều cảm thấy khá xa lạ. Bởi vì bọn họ không biết rốt cuộc cái thế giới Bà Sa kia nằm ở nơi nào. Bọn họ chỉ biết đạo kinh được lưu truyền từ thế giới Bà Sa tới. Diệp Huyên nhìn đám người, cười nói, thực không dám giấu, ta là thiếu môn chủ của tông môn đứng đầu thế giới Bà Sa, lần này ngao du tới thế giới này là để thu thập đủ chí bảo của Bà Sa môn, cũng chính là đạo kinh. Bà Sa môn. La Hầu nhìn Diệp Huyên, tỏ vẻ ngờ vực. Ông ta biết thứ Diệp Huyên giỏi nhất chính là chém gió thành bão. Bạch Đế Tử ở một bên đột nhiên cười nói, Diệp Huyên, ngươi nói ngươi là thiếu môn chủ của Bà Sa môn, nhưng làm sao chúng ta biết được đó là thật hay giả? Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, nếu như ta không đoán sai, chắc hẳn đạo đình các ông từng điều tra về lai lịch của ta. Ta muốn hỏi thử, các ông đã tra ra chưa? Bạch Đế Tử chỉ nhìn Diệp Huyên mà không lên tiếng. Diệp Huyên cười nói, có biết tại sao các ông không điều tra ra không? Rất đơn giản, bởi vì ta tới từ thế giới Bà Sa. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chém gió, cứ chém gió tiếp đi. Diệp Huyên cười nói, có biết tại sao ta có thể hợp được 5 cuốn đạo kinh không? Bởi vì thứ này vốn là đồ vật của thế giới Bà Sa chúng ta. Có biết cô gái lúc trước ra tay ngăn chặn đạo tổ là ai không? Nàng ấy cũng tới từ thế giới Bà Sa. Nói tới đây, hắn nhìn về phía La Hầu, La Hầu tiền bối, chỉ 10 mạch mỏ khoáng cực phẩm đã là gì chứ? Đợi sau này ta quay về, Bà Sa môn có thể cho các ông 20, 30 mạch. La Hầu trầm mặc. Bạch Đế Tử nhìn về phía La Hầu, ông thật sự tin lời thằng nhãi này sao? La Hầu đột nhiên nói, theo ta biết, lúc trước ngươi tới đạo đình, đã sai ột cô nhóc trắng hút đi tất cả linh khí của đạo đình, đồng thời còn mang đi hơn 100 long mạch của bọn họ. Diệp Huyên đáp, tiền bối đoán không sai, cô bé đó chính là Linh Tổ. Linh Tổ. Nghe vậy, vẻ mặt La Hầu lập tức ngưng trọng hẳn lên. Linh Tổ. Đây cũng là một người trong truyền thuyết. Diệp Huyên cười nói, tên nàng ấy là Tiểu Bạch, cũng tới từ thế giới Bà Sa, lần trước đến đạo đình là ta nhờ nàng ấy giúp. Dứt lời, hắn giơ cái hồ lô trong tay lên, đây chính là hồ lô càn khôn, món bảo vật đệ nhất của Bà Sa môn chúng ta, bên trong chứa đựng sức mạnh càn khôn. Một khi bước vào đó, ngay cả ngự đại cảnh cũng sẽ hóa thành một vũng máu. Nói tới đây, hắn lại nhìn Bạch Đế Tử, Bà Sa môn chúng ta đã liệt đạo đình các ngươi là kẻ địch không đội trời chung. Vài ngày nữa sẽ có đại quân tới trước, lão già, ông biết sẽ có bao nhiêu người tới không? 10 vạn cường giả ngự đạo cảnh đấy. Tới lúc đó, ông đây sẽ san bằng đạo đình của các ngươi. Các ngươi cứ chờ chết đi. 10 vạn ngự đạo cảnh. Nghe xong lời Diệp Huyên nói, vẻ mặt của đám người nơi đây đều lộ rõ đôi nét quái dị. Ngay cả Si Yêu Yêu cũng lập tức lắc đầu, 10 vạn ngự đạo cảnh là khái niệm gì kia chứ? Tính gộp cả đạo đình lẫn đạo chủng chi địa vào cũng không vượt quá con số 200 ngự đạo cảnh. 10 vạn ư? Tưởng đấy là cải trắng chắc. Thấy vẻ mặt của đám người, Diệp Huyên liền nói, các người không tin. Bạch Đế Tử ở một bên thản nhiên cất lời, miệng mọc trên người ngươi, người muốn nói 20 vạn cũng được. Diệp Huyên cười nói, các vị đừng quên, đạo kinh được lưu truyền từ thế giới Bà Sa của chúng ta tới. Đạo kinh trước kia là bản hoàn chỉnh, ở thế giới Bà Sa chúng ta, truyền thừa võ đạo đạo kinh là thứ hoàn chỉnh nhất. Ở chỗ chúng ta, chứng đạo chỉ như chó, còn ngự đạo đầy rẫy khắp nơi. Lúc này, Trần Võ ở một bên đột nhiên nói, nếu thế giới Bà Sa mạnh thế,
thì sao người không đưa bọn họ tới tiêu diệt đạo đình chúng ta đi? Nghe vậy, La Hầu lại nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, cười nói, Bạch Đế Thinh Quân, ông thông minh như thế, hẳn là phải biết lý do, đúng chứ? Bạch Đế Tử nhìn lại Diệp Huyên, ta không biết, ta muốn nghe người bịa cơ. Diệp Huyên. Si Yêu Yêu ở một bên đột nhiên nói, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thế giới Bà Sa muốn tới đây là chuyện vô cùng khó, cũng giống như chúng ta không có cách nào tới thế giới Bà Sa vậy. Thứ hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói tới đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, bọn họ muốn rèn giũa ngươi. Diệp Huyên cười nói, không phải bọn họ muốn rèn giũa ta, mà ta muốn tự rèn giũa bản thân. Si Yêu Yêu hỏi, là sao? Diệp Huyên nhìn về phía La Hầu, cười nói, La Hầu tiền bối, ông thử nói xem, liệu Diệp Huyên này có khả năng tiêu diệt đạo đình? La Hầu lắc đầu, không thể. Diệp Huyên lại hỏi, giờ thì không, vậy tương lai thì sao? La Hầu muốn nói lại thôi. Diệp Huyên của hiện giờ quả thật không có khả năng diệt trừ đạo đình. Nhưng còn tương lai thì sao? Tương lai quả thật rất khó nói trước. Lúc này, Bạch Đế Tử cười nói, Diệp Huyên, ta đã sớm nghe đến chuyện ngươi giỏi bịa chuyện từ lâu rồi, có điều không ngờ ngươi lại giỏi thế đấy. Lôi một cái hồ lô rởm ra rồi bảo mình là thiếu tông chủ của thế lực đứng đầu thế giới Bà Sa là Bà Sa Tông, sao ngươi không nói mình là con trai vị diện của vũ trụ Cửu Duy luôn đi. Dù sao chúng ta cũng đã từng tới Cửu Duy đâu. Diệp Huyên toàn cất lời thì hồ lô đại tiên đột nhiên nổi giận mắng, lão già, lão nói ai là hồ lô rởm hả? Bạch Đế Tử nhìn về phía hồ lô đại tiên, ta nói ngươi đấy. Hồ lô đại tiên giận tím mặt, nó lập tức hóa thành một luồng sáng trắng lao về phía Bạch Đế Tử. Ở nơi xa, chân võ thần quân đột nhiên chém xuống một kiếm. Uỳnh! Hồ lô đại tiên cứ thế bị chặn lại. Hồ lô đại tiên nổi giận mắng, lão già, lão biết Bà Sa Tông không? Mặt Bạch Đế Tử không chút cảm xúc, không biết. Hồ lô đại tiên. Bạch Đế Tử nhìn hồ lô đại tiên, sao, người muốn uy hiếp ta đấy à? Hồ lô đại tiên cả giận, vậy lão có biết thiên đạo của ngũ duy không? Nghe vậy, lông mày Bạch Đế Tử khẽ nhíu, người có ý gì? Hồ lô đại tiên cười lạnh, ta cho các người biết, thiên đạo của ngũ duy từng đi qua thế giới Bà Sa chúng ta, hơn nữa, nàng ấy còn là trưởng lão vinh dự của Bà Sa Tông. Nghe vậy, sắc mặt của đám người nơi đây đều thay đổi. Là Mộ Niệm Niệm. Đệt, cô nàng kia tới từ Bà Sa Tông ư. Diệp Huyên liếc hồ lô đại tiên, đờ mờ, thằng nhóc này nói thật hay giả thế. Niệm tỷ thực sự từng tới Bà Sa Tông rồi. Lúc này, hồ lô đại tiên lại bảo, lão già, lão có biết Bà Sa Tông chúng ta mạnh đến mức nào không? Ta nói cho lão biết, ngự đạo cảnh của Bà Sa Tông chúng ta có đến 10 vạn, thành đạo cảnh là hơn vạn, phía trên thành đạo là mấy trăm lần. Mà tông chủ của chúng ta, lão có biết ngài ấy mạnh đến thế nào không? Bạch Đế Tử nhìn hồ lô đại tiên, mặt không cảm xúc, ta không biết, hay là ngươi cứ nói đi. Hồ lô đại tiên cười lạnh. Ta cho ngươi xem tông chủ của chúng ta mạnh thế nào. Nhóc họ Diệp, rút thanh kiếm tháp đỉnh ra đây. Khóe miệng Diệp Huyên dần giật, má nó chứ, chủ nhân của kiếm tháp đỉnh trở thành tông chủ Bà Sa Tông các ngươi từ lúc nào thế? Có nhầm không vậy? Lúc này, hồ lô đại tiên lại dục lấy ra mau. Cho bọn họ nhìn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lấy kiếm của tháp đỉnh trích tiên đảo tổ sư ra. Đưa tới trước mặt La Hầu, mời tiền bối xem. Lúc nhìn thấy thanh kiếm, vẻ mặt La Hầu gần như ngưng trọng trong nháy mắt. Nhìn kiếm có thể biết được người. Chủ nhân của thanh kiếm này tuyệt đối không phải người bình thường. Giờ phút này, vẻ mặt của Bạch Đế Tử và chân võ thần quân cũng cực kỳ ngưng trọng, đặc biệt là chân võ thần quân, bởi vì ông ta là kiếm tu, lúc nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng ông ta vô cùng chấn động. Diệp Huyên nhìn về phía chân võ thần quân, cười nói, chân võ thần quân, ông cũng là kiếm tu, liệu có thể thử đánh giá thanh kiếm này được không? Chân võ thần quân liếc nhìn Diệp Huyên, không lên tiếng. Lúc này, hồ lô đại tiên đột nhiên cười lạnh, đánh giá. Lão ta xứng chắc.
Diệp Huyên cười cười, đúng như Hồ Lô Đại Tiên nói, chân võ thần quân này quả thật không có tư cách đánh giá thanh kiếm. Chủ nhân của thanh kiếm này chính là sự tồn tại có cùng cấp bậc với Thanh Nhi. Diệp Huyên đột nhiên quay sang La Hầu, cười hỏi, La Hầu tiền bối, giờ ta lấy thân phận thiếu tông chủ của bà Sa Tông đề nghị hợp tác với đạo chủng chi địa, ông thấy sao? La Hầu nhìn Diệp Huyên, hợp tác gì? Diệp Huyên cười nói, về đạo kinh và chuyện mỏ khoáng cực phẩm. La Hầu trầm mặc. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên cười lớn, La Hầu, ông sẽ không tin chuyện hoang đường mà hắn bịa ra đấy chứ? La Hầu nhìn Bạch Đế Tử, vậy ông thử giải thích về thanh kiếm và cái hồ lô này đi, cả người sau lưng cậu ta nữa. Bạch Đế Tử im lặng. Giải thích hư? Giải thích thế nào? Ông ta chẳng thể giải thích được gì. Thật ra, trong một khoảnh khắc ông ta đã nảy ra suy nghĩ hóa ra người của thế giới bà Sa cũng chỉ có vậy, tất cả những thứ trước mắt mới có thể giải thích. Thế nhưng ông ta không tin Diệp Huyên. Trực giác mách bảo ông ta rằng Diệp Huyên và cái hồ lô này đang chém gió. La Hầu liếc Bạch Đế Tử, sau đó nói, Bạch Đế Tinh Quân, đạo chủng chi địa chúng ta vẫn đang điều tra lai lịch của Diệp Huyên, ta tin hẳn là đạo đình các ông cũng thế. Nhưng chúng ta không tra được gì, cậu ta và người đứng phía sau quá mức thần bí, gần như chẳng tra được gì sất, mà nếu như Diệp Huyên đến từ thế giới bà Sa, vậy thì có thể giải thích được rồi. Ông thử nói xem. Đạo đình nhìn về phía La Hầu, hắn giết thần nữ đấy. La Hầu quay đầu nhìn Diệp Huyên, người giết thần nữ à? Diệp Huyên lập tức lắc đầu, không phải ta giết. La Hầu nhìn Bạch Đế Tinh Quân, là đạo đình giết. Bạch Đế Tinh Quân lại nhìn Diệp Huyên, cười lạnh, Diệp Huyên, người cũng coi như người tài, sao dám làm lại không dám nhận. Diệp Huyên cười nói, Bạch Đế Tinh Quân, vậy ông nói ta biết. Tại sao ta lại phải giết thần nữ? Ta có lý do gì giết nàng ta đâu? Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía La Hầu, xem ra đạo chủng chi địa muốn bảo vệ Diệp Huyên rồi. La Hầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, cậu có gì muốn nói không? Diệp Huyên cười đáp, nếu tập hợp được đạo kinh, ta và đạo chủng chi địa sẽ cùng hưởng, nói được làm được. La Hầu mỉm cười, ta tin cậu. Đối với nhân phẩm của Diệp Huyên, ông ta khá là tin tưởng, bởi vì trước đó Diệp Huyên đã chia sẻ đạo kinh với mọi người ở vũ trụ ngũ duy. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Bạch Đế Tử và chân võ đều lập tức xa sầm. La Hầu kia thay đổi chủ ý rồi. Vì sao lại thế? Rất đơn giản, là do lợi ích. Nếu Mộ Niệm Niệm vẫn còn sống, dù cho Diệp Huyên không lôi thế giới bà Sa ra thì ông ta ắt bằng lòng kết đồng minh với vũ trụ ngũ duy. Thế nhưng Mộ Niệm Niệm đã mất, chỉ có vũ trụ ngũ duy của Diệp Huyên, chẳng những không có bất cứ giá trị gì, mà sau này Diệp Huyên còn trở thành một mối uy hiếp lớn. Bởi vậy lúc trước ông ta chọn từ bỏ Diệp Huyên, làm vậy có thể thu được lợi ích mà chẳng chịu tai hại nào hết. Nhưng giờ, ông ta lại chọn giúp đỡ Diệp Huyên. Bởi vì thân phận của Diệp Huyên. Thiếu tông chủ của thế giới bà Sa. Khi một người mạnh đến một mức độ nào đó, thì người khác sẽ không coi ngươi là mối nguy, mà sẽ tìm đủ mọi cách để trở thành đồng minh của ngươi. Thế lực đứng sau cũng chính là một loại thực lực. Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta cười nói, Diệp Huyên, lần đầu tiên ta thấy một kẻ miệng lưỡi dẻo quẹo như ngươi. Chỉ dăm ba câu đã thay đổi được cục diện ắt chết của mình. Nếu Tam Thiên Đại Đạo có chủy đạo, hẳn là ngươi đã thành đạo rồi đấy. Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, cười nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta biết ông vẫn luôn điều tra sức mạnh huyết mạch của ta và cô gái váy trắng. Ta muốn hỏi thử, rốt cuộc ông đã tra ra gì chưa? Bạch Đế Tử im lặng. Diệp Huyên cười nói, hẳn là không rồi. Hiện giờ ta chủ động nói cho ông lai lịch của ta, thế mà ông lại không vui, rốt cuộc là tại sao? Bạch Đế Tử lắc đầu cười. Diệp Huyên, người muốn tập hợp đạo kinh là điều không thể, bởi vì đạo đình chúng ta đang nắm giữ hai quyển. Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, ngày mà đạo đình các ông bị tiêu diệt, chính là lúc ta giành lấy đạo kinh. Đạo đình bị tiêu diệt ư? Bạch Đế Tử híp mắt, ngươi cho rằng mình có thể làm được sao? Diệp Huyên cười cười,
sau đó quay đầu nhìn về phía La Hầu, La Hầu tiền bối, chúng ta đi thôi. La Hầu gật đầu. Vào lúc mấy người Diệp Huyên muốn rời khỏi, một bóng dáng mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Bạch Bào. Nhìn thấy Bạch Bào, bàn tay phải đặt sau lưng của La Hầu bất giác nắm chặt. Từ lúc Bạch Bào xuất hiện, bốn phía liền có thêm rất nhiều cường giả. Là quân đội áo trắng. Trong đó còn có 36 vị thần quân. Cường giả của đạo đình tại lưỡng giới uyên gần như đã góp mặt đông đủ. Mà lúc này, sau lưng mấy người La Hầu cũng đột nhiên có thêm mấy trăm cường giả. Tất cả đều là phá đạo. Bạch Bào nhìn Diệp Huyên, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lời vừa dứt, trường thương trong tay gã đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng lao vụt ra. Uy lực của mũi thương này có thể nói là hủy diệt trời đất. Trong giây phút Bạch Bào ra tay, La Hầu đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm. Quyền vừa được đánh ra, trời đất nơi này lập tức trở nên mờ ảo. Ầm ầm. Sau tiếng nổ lớn, cả đám người có mặt đều bị chấn động đến mức phải liên tục lùi nhanh lại. Bạch Bào kia lùi lại chừng mười mấy trượng, còn La Hầu thì lùi tới hơn 20 trượng. Sau khi cả hai dừng lại, Bạch Bào nhìn về phía chân võ, đừng lằng nhằng. Hôm nay hãy giải quyết triệt để mọi sự. Dứt lời, gã vọt thẳng về phía La Hầu, trường thương chĩa tới đâu là thắng tới đó. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên xoay người bỏ chạy. Thấy vậy, tất cả mọi người sửng sốt. Lúc này, Bạch Đế Tinh Quân biến sắc, không hay, hắn ta muốn quậy tung. Mau ngăn lại. Bởi vì Diệp Huyên đang chạy về phía thần cung. Tất cả cường giả lưỡng giới uyên đều đang có mặt ở đây, thần cung còn ai có thể cản bước Diệp Huyên? Hắn rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngay lúc Trần Võ chuẩn bị ra tay ngăn Diệp Huyên lại, Sĩ Yêu Yêu đã xuất hiện trước mặt ông ta, cười nói. Trần Võ, hai ta đánh chứ? Không để ông ta kịp nói gì, nàng ta đã nhào tới. Một trận chiến kịch liệt nổ ra. Bên kia, Bạch Đế Tử như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mẹ nó, tên Diệp Huyên này định thừa nước đục thả câu. Là người quá quen thuộc với phong cách của Diệp Huyên, ông ta dám khẳng định một khi hắn đến thần cung, e rằng nơi đó đến một hạt bụi cũng không còn. Quan trọng nhất là các cường giả đỉnh cao đều đang tập hợp ở nơi này, bên kia không có ai là đối thủ của Diệp Huyên cả. Ông ta muốn song phương đình chiến, nhưng quyền chủ động đã không còn nằm trong tay đạo đình, mà phải xem đạo chủng chi địa muốn hòa hay muốn chiến. Sắc mặt Bạch Đế Tử xấu xí vô cùng. Thần cung. Vào lúc đại chiến nổ ra giữa đạo đình và đạo chủng chi địa, Diệp Huyên chỉ lập tức nghĩ đến một điều, số lượng cường giả tại thần cung vào thời điểm này chắc chắn chẳng có bao nhiêu. Hắn vừa đặt chân đến thần cung thì đã bị mấy chục luồng khí tức hùng mạnh khóa lại, nhưng tất cả đều là chứng đạo cảnh, không có lấy một ngự đạo cảnh. Thế là Diệp Huyên đi thẳng về phía trước, sau đó thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt. Trái tim Phù Tô trầm xuống khi nhìn thấy đối phương, biết rằng đã có biến cố xảy ra. Gần như toàn bộ cường giả đạo đình đều ra trận để giết Diệp Huyên, mà bây giờ hắn lại xuất hiện ở thần cung. Hiển nhiên là có sự can thiệp của đạo chủng chi địa. Diệp Huyên không để ý đến Phù Tô mà tiếp tục đi về trước. Hắn biết bên dưới thần cung có một mạch khoáng cực phẩm, cũng là linh mạch lớn nhất của đạo đình. Phù Tô bước đến ngăn hắn lại, nhưng một giọng nói đã vang lên trong đầu trước khi y kịp mở miệng, những ai đang ở thần cung, lập tức rút lui. Là giọng của Bạch Đế Tử. Hiện nay thần cung không có ai có thể ngăn cản Diệp Huyên. Một khi ra tay cũng chỉ là hy sinh vô ích. Phù Tô thoáng nhìn Diệp Huyên rồi không cãi lệnh Bạch Đế Tử, bước sang một bên. Mà Diệp Huyên cũng không muốn giết chóc, hắn chỉ tập trung vào linh mạch kia thôi. Hắn vọt thẳng xuống lòng đất thần cung, tìm thấy mạch khoáng cực phẩm kia mà không bị ai ngăn cản. Bên trong có hơn 50.000 viên tạo hóa thần tinh, bị hắn thu vào không chút do dự. Nhưng vẫn chưa hết. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía rồi đưa tay ra. Một khắc sau, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng xuất hiện. Hắn muốn dọn sạch toàn bộ mạch khoáng đi. Thần cung nhất thời rúng động.
Nhóm Phù Tô bên ngoài thấy vậy thì biến sắc kịch liệt. Cách đó mấy trăm nghìn dặm, Bạch Đế Tử nhận được tin tức, không nhịn được mà chửi ầm lên. Diệp Huyên, mi là ăn cướp thật hay gì mà cứ một trộm hai cướp? À, mi có còn là người không? Tức chết lão phu rồi. Tại thần cung, Diệp Huyên khoáng đi mạch khoáng cực phẩm kia rồi vẫn chưa dừng tay, bởi vì dưới lòng đất có đến hơn 30 mạch. Chỉ một chốc sau, hắn lại cướp đi một mạch nữa, khiến Bạch Đế Tử đứng ngồi không yên. Ông ta nhìn nhóm bạch bào đang giao chiến ở đằng xa, gào lên, dừng tay. Lời này vừa ra, những cường giả kia vội vàng ngừng lại, đưa mắt nhìn Bạch Đế Tử. Ông ta gằn giọng, bạch bào, người có chắc sẽ tiêu diệt được bọn La Hầu hôm nay không? Tiêu diệt nhóm La Hầu ư? Bạch bào lắc đầu. Tuy họ đang chiếm thượng phong nhưng vẫn chưa đủ để hoàn toàn đàn áp bên kia, xóa sổ La Hầu. Bằng không thì đạo đình đã chẳng đợi đến bây giờ mới ra tay. Bạch Đế Tử nói, người còn tiếp tục đánh nữa, Diệp Huyên sẽ cướp hết toàn bộ mạch khoáng. Bạch bào cau mày. Gã không ngờ Diệp Huyên không chọn đánh nhau mà lại chạy đi cướp mạch khoáng. Người này đúng là chẳng hành xử theo lẽ thường bao giờ. Chúng ta đi. Bạch bào lên tiếng rồi xoay gót, nhưng bị Si Yêu Yêu ngăn lại. Gã nhìn nàng ta, cô muốn ngọc đá cùng tan sao? Nàng ta nhếch mép, có gì không thể. Bạch Đế Tử quay sang La Hầu, nếu liều chết, đạo chủng chi địa các ngươi không ai có thể ngăn cản Bạch Bào. Chúng ta sẽ bỏ mạng, nhưng Bạch Bào thì không. Chỉ cần La Hầu ngươi không có mặt, ta cam đoan Bạch Bào sẽ san bằng đạo chủng chi địa thành bình địa. Tiếp tục đánh chính là ngọc đá cùng tan. La Hầu, ngươi thật sự muốn kết cục này sao? Đạo đình và đạo chủng chi địa đã giao tranh nhiều năm nhưng chưa một lần thật sự liều chết, bởi thực lực hai bên chênh lệch không nhiều, một khi làm vậy chẳng khác gì mang ý đồng quy vô tận. Hiển nhiên là cả hai đều không muốn đi đến bước này. Bọn họ đang trên đà phát triển, đều hy vọng bên mình sẽ sản sinh ra một siêu thiên tài có thể thay đổi cục diện. Bạch bào rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Mà bây giờ một người như vậy đã xuất hiện. Tiếc rằng không thuộc về cả đạo đình lẫn đạo chủng chi địa. Nhưng trước mắt, vì Diệp Huyên đang về bên đạo chủng chi địa mà tình huống của đạo đình thật sự không được tốt lắm. La Hầu trầm tư một hồi, đoạn quay sang lắc đầu với Si Yêu Yêu. Ông ta cũng không muốn cá chết lưới rách cùng đạo đình. Nếu Diệp Huyên là thiên tài của đạo chủng chi địa thì họ sẽ liều mạng để bảo hộ hắn, tiếc rằng hắn không phải. Giữa họ và Diệp Huyên chỉ có thể có quan hệ hợp tác. Đợi nhóm Bạch Đế Tử rời đi rồi, Si Yêu Yêu nhỏ giọng nói. Chúng sẽ không từ bỏ. La Hầu hỏi, cô tin lời Diệp Huyên sao? Nàng ta cười, thế giới bà xa. La Hầu gật đầu. Si Yêu Yêu là người thông minh nhất tứ đại vương, nói đúng hơn là thông minh nhất đạo chủng chi địa, chính vì vậy nên nàng ta mới có thể dẫn dắt đại quân chống lại Bạch Bào. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, lưỡng giới uyên đã sớm rơi vào tay đạo đình rồi. Sau một hồi im lặng, nàng ta mới nói, ta tin. La Hầu chỉ lẳng lặng nhìn. Si Yêu Yêu, La Hầu, thanh kiếm đó và người sau lưng hắn là hai thứ chúng ta không tra ra được, cũng không giải thích được. Hiện nay chỉ có ba nơi chúng ta không thể nhúng tay vào, Ngân Hà Giới, Bà Sa Giới và Cổ Thần Uyên trong truyền thuyết. Nói rồi. Nàng ta nhìn về hướng xa, hắn không thể đến từ Cổ Thần Uyên, vậy chỉ còn lại Ngân Hà hoặc Bà Sa. Trong tay hắn lại có Hồ Lô Càn Khôn, ông hiểu ý ta chứ? La Hầu gật đầu, đánh mắt nhìn những người sau lưng, từ giờ trở đi, những phá đạo giả này đều sẽ nghe lệnh cô. Ông ta cất bước, lại nghe Si Yêu Yêu nói. Không đủ. La Hầu dừng lại, nói sau một hồi trầm mặc, ta sẽ sắp xếp. Sau đó đã cùng A Khổ Vương biến mất ở nơi xa. Si Yêu Yêu nhắm mắt lại, sau đó lắc đầu cười, tài lừa gạt ghê gớm thật. Rồi nàng ta cũng xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Khi đạo đình lựa chọn rút quân, Diệp Huyên cũng lập tức rời đi, hí hửng trở về Thiên Vương Thành với bốn mạch khoáng cực phẩm trong tay. Trong đó còn có mạch lớn nhất của đạo đình. Bấy nhiêu đây đã đủ để hoàn toàn thay đổi vận mệnh của vũ trụ ngũ duy. Đúng lúc này,
Si Yêu Yêu bước vào. Diệp Huyên nhìn sang, chỉ nghe nàng ta cười, chúc mừng ngươi đã lấy được 4 linh mạch cực phẩm. Hắn im lặng, biết rằng cô gái này không dễ mắc lừa. Si Yêu Yêu ngồi xuống, bây giờ ta sẽ đại diện cho đạo chủng chi địa bàn chuyện hợp tác với ngươi. Diệp Huyên cười, Yêu Yêu cô nương nói đi. Si Yêu Yêu, trong vòng 2 năm, ngươi phải cho đạo chủng chi địa 20 linh mạch cực phẩm. Diệp Huyên im lặng. Trong 2 năm ư? Si Yêu Yêu tiếp tục, ngoài ra, nếu sau này ngươi gom đủ đại kinh thì phải chia sẻ cùng chúng ta. Diệp Huyên không nói gì. Si Yêu Yêu thong dong hấp một ngụm trà, chúng ta còn muốn gặp một người. Hắn hỏi, ai? Si Yêu Yêu, tốt nhất là cô gái váy trắng. Thấy hắn lắc đầu, nàng ta nói. Trong cơ thể muội muội ngươi có một linh hồn rất mạnh, có thể dùng một quyền đẩy lùi đạo tổ. Gặp nàng cũng được. Diệp Huyên nghĩ nghĩ rồi nói, ta sẽ tìm cách. Si Yêu Yêu nhìn thẳng vào hắn, không phải tìm cách, mà là phải gặp. Chừng nào chưa gặp được người đứng sau ngươi, bọn ta còn lâu mới tin ngươi là thiếu tông chủ bà Sa Tông chó má gì đó. Diệp Huyên, Yêu Yêu cô nương có tin lời ta không? Si Yêu Yêu chỉ cười, ta tin hay không không quan trọng, vì ta không phải người đứng đầu đạo chủng chi địa, rõ chưa? Hắn gật đầu, hiểu rồi. Si Yêu Yêu đặt chén trà xuống, chúng ta biết sau lưng ngươi có người, nhưng chúng ta chưa từng tiếp xúc với người này, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục nghi ngờ ngươi. Ngươi muốn xóa hiểm nghi này cũng dễ thôi, để chúng ta tận mắt gặp người đứng sau ngươi. Ai cũng được, nhưng phải mạnh. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ liên lạc. Si Yêu Yêu nhìn hắn, trong 2 năm này, dù đạo tổ có xuất hiện, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi. Nhưng ngươi cũng phải mang lợi ích đến cho chúng ta. Diệp Huyên không nói gì. Si Yêu Yêu đứng dậy đi đến cửa đại điện, nhìn về chân trời, trong lúc này, ngươi có thể sử dụng tài nguyên của đạo chủng chi địa, nhưng không thể đạt đến ngự đạo cảnh. Bằng không khi ấy, đạo đình sẽ liều mạng với ngươi, cho dù chúng ta có quyết liều chết. Ngươi ở chứng đạo cảnh và ngự đạo cảnh là 2 chuyện khác biệt, nên để tránh cho hoàn cảnh của ngươi và đạo đình càng trở nên nan giải, tạm thời đừng đột phá. Diệp Huyên vẫn im lặng. Si Yêu Yêu tiếp tục, sau này nếu ngươi có thể thu thập đủ 8 quyển đạo kinh, đạo chủng chi địa sẽ 2 tay dâng lên quyển cuối cùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải là thiếu tông chủ thế giới bà Sa gì đó. Đến đây, nàng ta quay sang hắn, ta nói xong rồi, đến lượt ngươi. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên mới nói, ta muốn xem quyển đạo kinh của đạo chủng chi địa trước. Si Yêu Yêu lắc đầu, không, ngươi gom đủ 8 quyển trước rồi chúng ta sẽ cho, bây giờ thì không. Diệp Huyên vội nói, ta chỉ xem thôi, không lấy đi đâu hết. Si Yêu Yêu vẫn lắc đầu. Diệp Huyên bèn chạy đến bên người nàng ta. Ôm lấy cánh tay nàng ta lắc lắc, xem một chút thôi mà, một chút thôi. Si Yêu Yêu nhìn hắn, ngươi chỉ xem cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta có một người huynh đệ tên tầng 9. Hắn sắp gặp đại họa, chỉ vài ngày nữa sẽ bỏ mạng, chỉ có tâm nguyện cuối cùng là được đọc quyển đạo kinh của các ngươi. Tầng 9. Trong điện, Si Yêu Yêu chỉ mỉm cười nhìn Diệp Huyên, khiến hắn đâm ra xấu hổ. Cô gái này không dễ mắc lừa rồi. Si Yêu Yêu bỗng hỏi, nói ta nghe xem, vì sao ngươi lại muốn xem quyển đạo kinh ấy? Diệp Huyên, để nâng cao trình độ. Si Yêu Yêu, nó không có quá nhiều tác dụng với ngươi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Nàng ta cười, vì nó quá huyền diệu, bây giờ ngươi sẽ không hiểu được. Diệp Huyên đang muốn nói gì thì nàng ta lại tiếp lời. Mỗi quyển đạo kinh trở về sau đều huyền diệu vô cùng. Theo ta được biết, quyển thứ 5 trong tay ngươi đã đủ cho một người đạt đến ngự đạo cảnh. Trên ngự đạo là thành đạo, mà ngươi có biết trên đời này có bao nhiêu cường giả thành đạo cảnh không? Hắn lắc đầu, ta không biết. Si Yêu Yêu, đạo chủng chi địa ta chỉ mới có 2, đạo đình cũng chỉ có 2. Mà trước mắt, cho dù là Bạch Bào, La Hầu hay ta đều chỉ mới đến ngự đạo cảnh. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, Yêu Yêu cô nương, ngự đạo cảnh cũng phân ra mạnh yếu đúng không? Đối phương gật đầu, đó là tất nhiên, ngự đạo cảnh chia làm 3 cấp độ là sơ cảnh, lăng cảnh và ngự cảnh. Ta,
La Hầu và Bạch Bào đều đã đến ngự cảnh, xem như là ngự đạo cảnh chân chính, không hề giả tạo. Mà ngự cảnh cũng phân mạnh yếu, tùy thuộc vào năng lực chiến đấu của ngươi. Diệp Huyên, đạo tổ đã thành đạo. Si Yêu Yêu gật đầu, phải, thượng chủ của đạo chủng chi địa ta cũng vậy. Thấy hắn im lặng, nàng ta tiếp tục, quyển đạo kinh của đạo chủng chi địa có thể giúp ngươi đạt đến thành đạo cảnh, nhưng ngươi cho rằng chỉ cần đọc nó là có thể làm được sao? Nếu đơn giản như vậy thì thành đạo cảnh e rằng đã nhiều như mây bay ở đạo chủng chi địa và đạo đình rồi. Để thành đạo, trước tiên phải đạt đến ngự đạo cảnh đỉnh cao cũng chính là ngự cảnh. Nhưng đây chỉ mới là cơ sở, để tiến thêm một bước, cần phải xem tâm cảnh và khả năng lý giải đại đạo của ngươi đã đủ hay chưa. Diệp Huyên, có thể giải thích thêm một chút không? Si Yêu Yêu cười, 3000 đại đạo, có nhiều đạo khác nhau. Để thành đạo, phải có thứ thuộc về mình. Ví dụ như ngươi có được đại đạo luân hồi, muốn thành đạo thì phải sáng tạo ra một thứ cùng loại, hiểu chứ? Hắn gật đầu, hiểu rồi. Si Yêu Yêu khẽ nói, thành đạo, nói thì dễ lắm. Nhưng tự cổ chí kim, lại chẳng có bao nhiêu người thành đạo. Diệp Huyên bỗng nói, nhưng ta vẫn muốn xem. Hắn không muốn lợi dụng đạo kinh để thành đạo, mà chỉ muốn học võ học trong đó. Có thể nói, đạo kiếm của hắn hiện nay đã đủ để uy hiếp cường giả như Si Yêu Yêu. Mà Diệp Chi Mệnh từng nói, võ học của những quyển đạo kinh phía sau càng lợi hại hơn quyển trước. Nghe lời này của hắn, Si Yêu Yêu rơi vào trầm tư hồi lâu mới hỏi, ngươi thật sự muốn đọc? Diệp Huyên gật đầu, có thể giúp dùm được không? Hắn biết địa vị của Si Yêu Yêu tại đạo chủng chi địa không hề thấp, nếu nàng ta chịu hỗ trợ thì sẽ rất có lợi. Si Yêu Yêu lại tóm lấy vai Diệp Huyên. Một khắc sau, hai người đã biến mất khỏi đại điện, xuất hiện trước mặt La Hầu. Ông ta nhìn họ, có việc. Si Yêu Yêu cười, hắn muốn xem đạo kinh của chúng ta. Thấy La Hầu lắc đầu, Diệp Huyên lập tức đưa tới một chiếc nhẫn chứa đồ. Ông ta nhìn thoáng qua, thấy bên trong là hai linh mạch cực phẩm thì im lặng. Có chút dao động, nhưng vẫn còn do dự. Si Yêu Yêu bật cười, sao vậy? Chẳng lẽ ông sợ hắn sẽ đạt đến thành đạo? La Hầu nghe vậy mới thu nhẫn về, nói chỉ được xem thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Sau đó La Hầu đưa tay, gọi một quyển trục cổ xuất hiện. Đạo kinh. Diệp Huyên cầm lấy nó, vừa mở ra, đập vào mặt hắn là hai chữ thành đạo. Quyển thứ 6, thành đạo. Hắn lật sang trang kế, đọc dòng đầu tiên lên, thượng thiện nhược thủy. Nước thiện về trợ giúp vạn vật, không phải tranh giành. Hai người kia đều đang quan sát hắn. Trong đó, La Hầu vô cùng hiếu kỳ vì sao Diệp Huyên lại muốn xem đạo kinh. Chẳng lẽ hắn muốn thành đạo? Tuyệt đối không có khả năng. Đột phá đến thành đạo cảnh chỉ bằng cách đọc đạo kinh thì quá bất thường. Nhưng nếu không để thành đạo thì là vì lý do gì, khiến hắn chịu bỏ ra hai mạch khoáng cực phẩm. Si Yêu Yêu cũng hiếu kỳ không kém. Nếu đây là một người khác, hai mạch khoáng cực phẩm đổi lấy một lần xem đạo kinh chắc chắn là đáng giá, nhưng với Diệp Huyên thì không. Bởi thành tựu của hắn không dính líu quá nhiều đến đạo kinh. Hơn nữa bây giờ hắn có đọc cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng đóng đạo kinh lại, trả nó cho La Hầu. Ông ta hỏi, thu hoạch được gì không? Hắn cười khổ, ta không hiểu gì cả nên đổi ý. Tiền bối trả mạch khoáng lại cho ta đi. Gương mặt La Hầu cứng lại, mẹ, tên này có còn đang nói tiếng người không? Si Yêu Yêu thì lắc đầu, đúng là không biết xấu hổ gì cả. La Hầu lấy đạo kinh về rồi xoay người rời đi, không còn gì để nói với kẻ vứt hết liêm sỉ này. Diệp Huyên đành bất đắc dĩ nhìn Si Yêu Yêu, ta hối hận thật mà. Nàng ta chỉ nhìn hắn, chúc mừng, mặc kệ ngươi có thu hoạch được gì hay không. Sau đó nàng ta rời đi, để lại Diệp Huyên lẳng lặng đứng đó. Cô gái này quả nhiên thông tuệ hơn người. Hắn xoay người, rời đi với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Thần cung. Trong đại điện với bầu không khí có phần nặng nề dồn nén, Bạch Đế Tử, Chân Võ Thần Quân và Bạch Bào đều có mặt. Lần này, bọn họ không chỉ không tiêu diệt được Diệp Huyên mà còn bị hắn cướp mất 4 mạch khoáng cực phẩm.
Tuy không đến mức thương cân động cốt nhưng cũng là tổn thất khổng lồ. Đã vậy hắn còn lấy đi mạch lớn nhất. Chân võ lên tiếng, hắn thật sự đến từ thế giới bà xa sao. Bạch bào không khỏi nhíu mày nhìn bạch đế tử, nghe ông ta nói có thể. Chân võ, vì sao lại nói vậy? Bạch đế tử, chúng ta không điều tra được thế lực sau lưng hắn, bao gồm cô gái váy trắng và nguồn gốc huyết mạch của hắn. Nếu hắn đến từ thế giới bà xa thì có thể giải thích tất cả, nhưng... Một tia lạnh lẽo hiện lên trong mắt ông ta, hắn tuyệt đối không phải. Chân võ, làm sao ông biết? Bạch đế tử, nếu hắn đến từ thế giới bà xa, mà nơi ấy mạnh như lời hắn nói, thì thiên đạo ngũ duy đã không phải mất mạng, lại còn có thể nhờ thế giới bà xa giúp hắn khôi phục vũ trụ ngũ duy, gọi cường giả nơi ấy đến san bằng đạo đình. Nhưng vì sao hắn lại không làm vậy? Để rèn luyện ư, nực cười, hắn tự xưng là thiếu tông chủ bà xa tông gì đó chỉ để lừa gạt La Hầu đứng về phía hắn mà thôi. Mà hắn cũng thành công rồi. Chân võ hỏi, nếu hắn không phải người của thế giới bà xa thì lai lịch rốt cuộc ra sao? Bạch đế tử lắc đầu, điều tra không ra. Cho dù đã giáo giết tìm hiểu, ông ta đến nay vẫn không biết được nguồn gốc huyết mạch của Diệp Huyên. Hắn rốt cuộc là con của ai? Đúng lúc này, bạch bào lên tiếng, hai người hành sự lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, không dám dứt khoát một lần. Ta nói cho biết, một khi hắn đạt đến ngự đạo cảnh thì sẽ cực kỳ khó giết. Đạo đình sẽ phải trả cái giá rất đắt, ít nhất là gấp 10 lần so với hiện nay. Gã nói xong thì đứng dậy rời đi, để lại đại điện rơi vào im lặng. Chấm chấm chấm. Sau khi trở lại vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên lập tức lấy hai mạch khoáng cực phẩm ra. Có chúng ở đây, vũ trụ ngũ duy sẽ càng sản sinh ra nhiều cường giả chứng đạo cảnh hơn. Ngoài ra, hắn còn chia số tạo hóa thần tinh lấy được từ thần cung cho nhóm An Lan Tú và A-La, những người có tiềm năng đạt đến chứng đạo cảnh nhất. Một khi đột phá, chiến lực của họ còn có thể giết được cường giả ngự đạo cảnh. Số cường giả điện nhất cảnh ở ngũ duy càng lúc càng nhiều, nhưng chứng đạo cảnh vẫn còn quá ít. Nhưng Diệp Huyên tin rằng, có tạo hóa thần tinh và mạch khoáng cực phẩm số lượng cường giả ngũ duy sẽ ngày càng tăng lên trong tương lai gần. Một điều đáng nói nữa là ngũ duy hiện đang có cực nhiều thiên địa chi linh, đều do Diệp Huyên bảo quan âm mời đến từ các thế giới khác. Sự tồn tại của họ sẽ mang đến thật nhiều linh khí cho ngũ duy, giúp nó khôi phục lại trạng thái ban đầu. Diệp Huyên đã phải bỏ vốn gốc để mời được các linh này đến đây, không chỉ gọi tiểu linh nhi ra dụ dỗ mà còn hứa rằng chỉ cần họ chịu đến vũ trụ ngũ duy, hắn sẽ cung cấp tử khí cho. Tuy tử khí của hắn không tinh khiết bằng của nhóc màu trắng nhưng vẫn rất có ích với linh. Không những thế, địa vị của linh ở ngũ duy cũng cực kỳ cao, không một ai dám làm hại đến họ. Để họ nghênh ngang hống hách thế nào tùy thích. Cũng may linh vốn là những sinh vật hiền lành, sẽ không làm bậy. Tóm lại, nhờ có tử khí và sự mời chào từ tiểu linh nhi, gần như ngày nào cũng có linh đến với vũ trụ ngũ duy. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong phòng, chậm rãi khép mắt lại. Trong quyển đạo kinh của đạo chủng chi địa cũng chứa đựng một quyển võ học, đã bị hắn và Diệp Chi Mệnh lấy về. Đó chính là thuật luyện thể. Đối với Diệp Huyên mà nói, đây chẳng khác gì bàn tay đưa ra giữa lúc chơi với. Thân thể của hắn hiện nay có thể đối phó với chứng đạo cảnh, nhưng gặp ngự đạo cảnh thì vẫn có phần khó khăn, khiến hắn không dám trực tiếp hứng chọn một đòn của ngự đạo cảnh. Nói ngắn lại, thân thể hắn đang không theo kịp nhu cầu, vì vậy hắn thật sự muốn rèn giũa nó. Thuật luyện thể trong quyển đạo kinh này chẳng khác gì đưa than cho người đang chết rét là hắn vậy. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên hỏi, Chi Mệnh, thuật luyện thể này mạnh đến cỡ nào? Hắn tuy không hiểu quyển đạo kinh kia nhưng Diệp Chi Mệnh lại có thể. Nàng ta im lặng một hồi rồi nói, nếu tu luyện thành công, thân thể ngươi sẽ thật sự trở thành đạo thể. Thể thuật này không có giới hạn, ngươi có thể tiếp tục tu luyện mãi. Diệp Huyên ngẩn ra, nghĩa là thế nào? Diệp Chi Mệnh, có nghĩa là một khi thân thể ngươi trở thành đạo thể thì có thể tiếp tục trưởng thành đến ngự đạo, thành đạo, thậm chí là trên nữa. Đạo thể này chính là thuật luyện thể đứng đầu trong đạo kinh. Nàng ta thoáng khựng lại, nói, không gì sánh bằng.
Trong khoảng thời gian sau đó, Diệp Chi Mệnh không ngừng giảng giải cho Diệp Huyên hiểu thế nào là đạo thể. Chính là đại đạo chi thể. Đạo kinh là khởi nguồn của mọi văn minh võ học. Có thể nói, văn minh võ đạo trong vũ trụ hiện nay được chia ra làm hai loại, một là võ đạo theo đạo kinh, hai là võ đạo ngoài đạo kinh. Mà trong 3.000 đại đạo này, thuật luyện thể đạo kinh chính là thuật đứng đầu, không một thuật nào khác sánh bằng. Một khi luyện thành đạo thể, thân thể của hắn sẽ có thể chứng đạo, ngự đạo, thành đạo, thậm chí còn mạnh hơn cả kiếm đạo. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Chi Mệnh, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện thuật luyện thể. Vực thiên giới. Trong đại điện ở đạo chủng thành, La Hầu, A Khổ Vương và Si Yêu Yêu đều có mặt. Ngoài ra cũng còn một người nữa, chính là Chiến Man một trong tứ vương. Đạo chủng chi địa có 4 vị đại vương, hết 3 người đã ở nơi này. La Hầu hỏi Si Yêu Yêu, Yêu Vương cho rằng đạo chủng chi địa nên làm gì tiếp theo. Sau một hồi trầm tư, nàng ta nói, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu đổi ngược lại, chúng ta sẽ làm thế nào? Tất nhiên là không từ mọi giá mà tiêu diệt Diệp Huyên. Ta cho rằng chúng sẽ ra tay sau khi đạo tổ xuất quan. Hai chữ đạo tổ khiến những người khác đều đanh mặt lại. Ông ta là một trong những cường giả mạnh nhất vùng trời này. Khắp đạo chủng chi địa chỉ có thượng chủ mới có thể chống lại ông ta, nhưng hiện nay còn đang bế quan. Có thể nói, một khi đạo tổ xuất quan, tình hình của đạo chủng chi địa sẽ càng thêm bất lợi. A Khổ Vương bỗng hỏi, người sau lưng Diệp Huyên thì sao? Những người khác nhìn sang, nghe ông ta nói, Diệp Huyên có người chống lưng cho, nhưng trước giờ đều chỉ ra tay vào thời khắc nguy cấp. Chư vị có thấy điều này có phần bất thường không? La Hầu, nói thẳng ra đi. A Khổ Vương, các vị không thấy người này giống như đang rèn luyện cho hắn sao? Rèn luyện. La Hầu rơi vào im lặng. A Khổ Vương, người này chắc chắn là một nhân vật không hề đơn giản, cuộc đời của hắn chẳng khác gì một trò gian lận vậy, đặc biệt là huyết mạch. E rằng cả huyết mạch thôn vệ của thần nữ còn phải chịu thua huyết mạch chi lực của hắn, mà đó là gì thì đạo đình lẫn đạo chủng chi địa chúng ta đều không điều tra ra được. Như vậy có nghĩa là thế lực sau lưng hắn, cho dù không phải thế giới bà xa, thì tuyệt đối cũng phức tạp không kém. Nói xong, ông ta nhìn sang Si Yêu Yêu, Thiên Vương thấy thế nào? Nàng ta cười, A Khổ nói rất đúng. Cho dù người đứng sau hắn có thuộc về bà Sa Tông của thế giới bà Sa hay không cũng không quan trọng, quan trọng là thế lực này rất mạnh, như vậy là đủ rồi. Sau đó, nàng ta hỏi những người khác, chư vị cho rằng, chúng ta và đạo đình có khả năng giảng hòa không? Không ai đáp lời. Đạo chủng chi địa giảng hòa cùng đạo đình. Hiển nhiên là chuyện bất khả thi. Si Yêu Yêu, tuyệt đối không có khả năng. Cho dù chúng ta có muốn phát triển trong hòa bình, bọn chúng cũng sẽ không cho phép. Đám bạch đế tử vẫn luôn muốn tái thiết lập trật tự năm xưa, mà chúng ta chính là trở ngại lớn nhất. Cứ tiếp tục thế này, đạo chủng chi địa chúng ta sẽ không phải đối thủ của chúng. Vì vậy với ta mà nói, đạo chủng chi địa và đạo đình ắt sẽ có ngày quyết chiến đến cùng. Đã thế thì tại sao chúng ta không liên minh với Diệp Huyên? A Khổ Vương, nếu chúng ta liên minh với hắn tiêu diệt đạo đình, vậy sau này hắn? Si Yêu Yêu, ông muốn nói nếu sau này hắn thay thế đạo đình, trở thành đại kình địch với chúng ta? Thấy A Khổ Vương gật đầu, nàng ta bật cười. Vì sao lại nghĩ những chuyện như vậy? A Khổ, ông có biết không, nếu Diệp Huyên bằng lòng bỏ qua mọi thù hận rồi đầu hàng, đạo đình sẽ chấp nhận hắn ngay lập tức. A Khổ Vương im lặng không nói, Si Yêu Yêu tiếp tục. Uy hiếp lớn nhất hiện nay của chúng ta là ai? Là đạo đình, không phải Diệp Huyên. Chúng ta và hắn không có xung đột về lợi ích, cũng không có thù oán sâu đậm vì sao lại muốn đổi đầu với hắn. Chúng ta hoàn toàn có thể kết minh, cùng hắn tiêu diệt đạo đình. Còn một điều nữa, không biết chư vị có nghĩ đến không, đó là thế lực đứng sau Diệp Huyên rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Khoan nói đến gì khác, nói đến thiên đạo ngũ duy thôi. Nếu nàng ta không thể hiện thực lực, liệu các vị có từng nghĩ trên đời này có ai mạnh đến thế sao? Mọi người đồng thời im lặng. Sức mạnh của người con gái tên Mộ Niệm Niệm quả thật đã vượt ngoài tầm dự đoán của bọn họ.
phải kinh khủng đến mức nào mà chỉ dùng 3 phần thực lực đã hủy diệt được thân xác đạo tổ cơ chứ? Si Yêu Yêu tiếp tục, ngoài ra, huyết mạch chi lực của Diệp Huyên chắc chắn cũng nằm ngoài dự liệu của chư vị. Các vị có từng nghĩ xem nguồn gốc của nó đến từ đâu không? Lại còn hai thanh kiếm hắn mang theo, chủ nhân của chúng lại phải mạnh đến bực nào nữa? Không ai lên tiếng. Si Yêu Yêu cười, vì vậy, hắn có phải thiếu tông chủ bà Sa Tông gì đó hay không đều không quan trọng, mà quan trọng là thế lực sau lưng hắn đủ mạnh. Tựa như A Khổ nói, cho dù thế lực này không thèm lộ mặt, nhưng các vị chẳng lẽ không nhận ra luôn có người xuất hiện giúp đỡ khi Diệp Huyên gặp nguy hiểm về tính mạng. La Hầu nhìn nàng ta, bọn họ thật sự đang muốn tôi rèn hắn sao? Si Yêu Yêu khẽ cười, ai mà biết được, có lẽ là đang nuôi thả, cũng có lẽ là tạm thời không thể canh chừng hắn. Chỉ cần hắn có người chống lưng là được rồi. Hơn nữa, các vị chớ quên bản thân Diệp Huyên, nếu hắn đạt đến ngự đạo cảnh, bất kỳ ai trong chúng ta ở đây đều không thể một mình tiêu diệt hắn. Chiến Man khẽ cau mày, khoa trương đến vậy sao? Phải. Người lên tiếng là La Hầu. Chiến Man nhìn sang, nghe ông ta nói, nếu hắn đạt đến ngự đạo cảnh, tuy không phải là không ai trong chúng ta có thể một mình giết hắn, nhưng sẽ rất khó để làm vậy. Kiếm đạo và huyết mạch chi lực của hắn là hai thứ không thể xem thường. Si Yêu Yêu lại nói, thật ra, hắn càng yêu nghiệt thì càng có lợi với chúng ta. Về việc sau này hắn có trở thành kẻ địch với chúng ta hay không, chư vị cảm thấy hắn hay đạo đình đáng tin hơn. Những người khác không nói gì. So với đạo đình, họ bằng lòng lựa chọn Diệp Huyên. Ít nhất về mặt nhân phẩm thì hắn vẫn tốt vô cùng, trừ khoản mặt dày ra, chưa từng nghe hắn làm gì thất đức hay bội tình bạc nghĩa. Si Yêu Yêu đứng dậy, chúng ta nên bàn bạc xem nên ứng phó với đạo tổ sắp xuất quan thế nào đi. Nhắc đến đạo tổ, sắc mặt những người khác đều trở nên nghiêm trọng. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Trong suốt thời gian này, Diệp Huyên vẫn luôn bế quan, tu luyện đạo thể. Quyển đạo kinh kia liệt kê cặn kẽ phương thức tu luyện, lại thêm cả sự giảng giải từ Diệp Chi Mệnh, khiến quá trình tu luyện của Diệp Huyên thuận lợi vô cùng. Càng luyện, hắn càng phát hiện điểm mạnh của đạo thể, càng trở nên phấn khích. Thuật luyện thể đạo kinh thật sự vô cùng kinh khủng, còn hơn cả đạo quyền gấp mấy lần. Diệp Huyên càng thêm mong chờ những quyển đạo kinh về sau. Chấm chấm chấm. Trong một tiểu viện nào đó, có một cô gái ngồi xếp bằng dưới đất, quanh người là kiếm ý hùng hậu không ngừng toát ra. Nàng chính là Tiểu Thất. Trong khoảng thời gian vừa qua, nàng ta vẫn luôn bế quan tu luyện. Không biết qua bao lâu sau, Tiểu Thất bỗng mở bừng mắt. Tiếng kiếm minh rít lên giữa viện, sau đó một luồng sức mạnh khổng lồ ùa ra từ người nàng, khiến viện nhỏ thoáng chốc trở thành phấn vụn. Nàng ta đã đột phá đến chứng đạo cảnh. Quan Âm bỗng nhiên xuất hiện, nhìn Tiểu Thất với ánh mắt tràn ngập phấn khởi. Tiểu Thất đã đột phá rồi. Nàng ta và nhóm An Lan Tú là đối tượng được chú trọng bồi dưỡng. Bao nhiêu tạo hóa thần tinh Diệp Huyên mang về có thể nói đều đưa cho những người có thiên phú cao nhất là họ, bởi vũ trụ ngũ duy hiện nay không đủ khả năng bồi dưỡng mỗi người đạt đến chứng đạo cảnh, chỉ có thể lựa ra những người xuất sắc nhất. Tiểu Thất xòe tay ra, gọi một thanh kiếm xuất hiện. Sau đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn về chân trời, sắc mặt nhuộm vẻ dị thường. Quan Âm đi đến, Tiểu Thất. Cô không sao chứ? Tiểu Thất nhắm mắt lại, một hồi sau thì cười, ta vẫn là ta. Quan Âm không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, Tiểu Thất đã mở mắt nhìn à? Hắn đâu? Quan Âm, Diệp Huyên sao? Tiểu Thất gật đầu. Quan Âm, vẫn luôn bế quan từ lúc trở về. Tiểu Thất khẽ gật đầu, ta có việc phải đi một chút, hắn nếu gặp khó khăn gì thì cô hãy gọi ta. Thấy nàng cầm kiếm rời đi, Quan Âm vội hỏi. Cô đi đâu? Tiểu Thất dừng bước, khẽ nói, Tam Duy. Sau đó đã hóa thành kiếm quang biến mất nơi chân trời. Tam Duy ư. Chân mày Quan Âm cau lại, sau đó xoay người rời đi. Dù thế nào đi nữa thì việc Tiểu Thất đột phá là tin mừng với Ngũ Duy, hẳn là nhóm An Lan Tú cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian nữa. Bọn họ tuy không hề thua kém về thiên phú, nhưng Tiểu Thất vẫn đặc biệt hơn.
Quan Âm đi đến trước phòng Diệp Huyên. Kể từ khi trở lại, hắn đã bế quan suốt mấy ngày liền, không liên lạc với bên ngoài, nên nàng ta cũng không biết hắn đang làm gì bên trong. Như nghĩ đến gì đó, nàng ta khe khẽ thở dài. Có thể nói, nếu không có Diệp Huyên thì sẽ không có vũ trụ ngũ duy của ngày hôm nay. Ngũ duy của ngày nay không hề thua kém gì những nơi khác, những cường giả ở đây không những không muốn rời đi, mà ngay cả cường giả từ đạo giới và lục duy đều lục tục đến đây. Ở đây có đạo kinh, có tài nguyên tu luyện, ai lại không muốn đến. Hơn nữa, ngũ duy hiện nay còn đoàn kết hơn bao giờ hết. Quan Âm biết tất cả là nhờ có Diệp Huyên, nếu hắn có mệnh hệ gì, toàn bộ ngũ duy có thể sẽ phải trải qua thay đổi long trời lở đất. Lòng người là thứ không thể suy đoán nhất. Quan Âm và Diệp Huyên đã không thể thay đổi tư tưởng của thế hệ này, nhưng họ có thể làm thế với thế hệ sau, để đời sau càng yêu quý vũ trụ này hơn. Đó mới là mục đích chân chính của Diệp Huyên. Hắn muốn tất cả những ai ở ngũ duy đều xem nơi này là nhà. Một hồi sau, Quan Âm rời đi. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trong vũ trụ, Mộ Niệm Niệm lặng lặng nằm im. Bốn phía không một tiếng động, chỉ có ngày càng nhiều năng lượng kỳ lạ đang chậm rãi tụ tập về phía thân thể nàng ta. Nửa tháng sau, Diệp Huyên rốt cuộc cũng rời khỏi gian phòng. Hắn đứng ở bên ngoài, ngửa mặt nhìn về phía chân trời, hai mắt nhắm mở, tay hơi mở ra. Sau đó, cơ thể của hắn bỗng trở nên mờ ảo, như đã hòa làm một cùng đất trời. Đây chính là đạo thể mà hắn đã tu luyện được sau nửa tháng dưới sự chỉ dẫn của Diệp Chi Mệnh. Sở dĩ có thể thành công trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, là vì thân thể hắn đã được tôi luyện rất nhiều, cho dù là trước khi thành đạo thể cũng đã đứng ở những hạng cao nhất. Mà giờ đây, khi đạt đến đạo thể rồi, cho dù là Hồ Lô Đại Tiên cũng khó mà làm tan chảy được hắn. Trong số các cường giả ngự đạo cảnh hiện nay, chỉ có Bạch Bào và Chân Võ là có thể uy hiếp đến thân thể hắn. Mà đó chỉ là uy hiếp thôi, còn muốn giết hắn thì tuyệt đối không đơn giản như trước đây nữa. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào thân thể rắn chắc này mà nghênh chiến bọn họ. Nói tóm lại, Diệp Huyên không chỉ da dày hơn mà còn khó chết hơn. Đã vậy, thuật luyện thể đạo kinh còn có thể tiếp tục đề cao, tức thân thể hắn có khả năng đạt đến ngự đạo cảnh, thậm chí là thành đạo. Trong phạm vi võ học đạo kinh, thuật luyện thể là không có giới hạn, có thể phát triển mãi không dừng. Đúng lúc này, Quan Âm xuất hiện, quan sát đánh giá hắn một phen, đột phá rồi. Thấy hắn gật đầu, nàng ta nở nụ cười sán lạn. Chúc mừng! Sức mạnh của Diệp Huyên được đề cao là việc vô cùng có lợi với vũ trụ ngũ duy. Hắn hỏi, ngũ duy hiện giờ thế nào? Khóe môi Quan Âm cong lên. Chúng ta đã tiếp đón hơn 3.000 vị linh đến ở lâu dài. Diệp Huyên gật đầu, nhất định phải đối đãi với họ thật tốt. Những linh này đã mang đến sự giúp đỡ không thể cân đo đong đếm được cho vũ trụ ngũ duy. Quan Âm gật đầu, vô cùng tốt. Hơn nữa, Tiểu Linh Nhi đã trở thành thủ lĩnh của họ rồi. Diệp Huyên tròn mắt, thành thủ lĩnh. Diệp Huyên đã để Tiểu Linh Nhi quản lý công tác tiếp đón các linh từ lúc bắt đầu thực hiện chiêu mộ, bởi vì thiên địa chi linh không tin con người, Tiểu Linh Nhi sẽ dễ chiếm được lòng tin của họ hơn. Nhưng hắn không ngờ rằng cô bé sẽ trở thành thủ lĩnh của họ. Quan Âm hé cười, phải, không những vậy mà cô bé còn sáng lập ra một tông môn tên gọi Linh Tông, bao gồm toàn bộ thiên địa chi linh, còn bản thân cô bé thì trở thành tông chủ. Diệp Huyên vội nói, chúng ta đến Linh Tông xem. Quan Âm mỉm cười, được. Hai người nhanh chóng đến nơi. Linh Tông được xây trong lòng núi lớn, Diệp Huyên vừa đặt chân vào ô đã cảm nhận được linh khí vô cùng thuần khiết, thậm chí là nồng đậm không thua kém gì đạo chủng chi địa. Diệp Huyên không khỏi kinh ngạc. Quan Âm nói, vì có rất nhiều thiên địa chi linh ở đây nên ta đã đặt vào 6 long mạch cực phẩm. Cộng thêm sự hiện của họ nên linh khí nơi này đậm đặc hơn nơi khác ít nhất 10 lần. Nàng ta khẽ dừng lại rồi nói, bọn họ đã chịu đến vũ trụ ngũ duy, chúng ta phải đáp lại bằng những gì tốt nhất. Hơn nữa cũng rất đáng giá, sự có mặt của các linh sẽ giúp phục hồi những nơi bị mất cân bằng linh khí. Diệp Huyên cười, thiên địa chi linh đều là những sinh vật hiền lành, chúng ta thật lòng chào mời họ,
họ cũng sẽ thật lòng theo chúng ta. Quan Âm gật đầu, nàng ta đã tiếp xúc với các linh, xác nhận họ trời sinh bản tính lương thiện, rất dễ làm thân. Hai người không mất bao lâu để đến Linh Tông. Phải nói tông môn này xây cũng rất ra dáng, gồm vài chục tòa đại điện khổng lồ, nhìn qua trông hào hùng khí phách vô cùng. Vào lúc này, một quầng sáng trắng bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Quan Âm. Đôi mắt bên trong lập tức ra vẻ đề phòng khi thấy người trước, nhưng khi thấy người sau thì lại trở thành vui vẻ. Nó bay đến trước mặt Quan Âm, cất giọng thanh thúy, Quan Âm tỉ tỉ. Nàng ta cười đáp lại, là Tiểu Tân sao? Quầng sáng gật đầu, là ta đây. Quan Âm, tông chủ của các ngươi đâu? Tiểu Tân thoáng nhìn về sau, nói, đang họp rồi. Chữ họp này khiến sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ quặc. Tiểu Linh Nhi mà cũng họp á? Quan Âm chớp mắt, có thể dẫn bọn ta đến được không? Được. Tiểu Tân đáp, đoạn nhìn sang Diệp Huyên, nhưng hắn. Quan Âm cười, đây là đại ca của tông chủ các ngươi. Tiểu Tân tròn mắt nhìn, đại ca. Diệp Huyên cười đáp, đúng vậy. Tiểu Tân bèn đánh giá hắn với vẻ tò mò tràn ngập, tông chủ nói ngươi lợi hại lắm, có thật là vậy không? Diệp Huyên bật cười, đoạn đưa tay ra, gọi mấy chục luồng tử khí tụ tập đến trước mặt Tiểu Tân. Đối phương nhìn thấy nó thì phấn khích ra mặt, run giọng hỏi, cho ta ư? Hắn gật đầu, đúng vậy. Ây ra, cảm ơn nha. Tiểu Tân liến thoáng với vẻ kích động lẫn hưng phấn. Tử khí có tác dụng rất, rất lớn với thiên địa chi linh, nếu như càng thuần khiết thì có thể thay đổi cả vận mệnh của họ. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Tân đã dẫn Diệp Huyên và Quan Âm đi đến đại điện trước Linh Cung. Khi thấy hơn 3.000 linh đang tụ tập ở quảng trường đá xanh trước điện, ngay cả Diệp Huyên cũng không khỏi rúng động. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều linh đến vậy. Mà trên quảng trường đó, linh khí đậm đặc đến nỗi 33 tầng trời đạo đỉnh cũng không sánh bằng. Các linh này trước kia đều tương đương với tán tu, lại vì nguyên nhân bản thân mà luôn bị con người mơ ước chiếm lấy, vì vậy đều e dè sợ sệt, phần lớn đều ẩn thân trốn núi rừng. Giờ đây, Diệp Huyên lại tụ tập họ lại một nơi, không chỉ bảo vệ mà còn cung cấp cho tài nguyên lẫn địa vị cao nhất. Con người ở đây ai nấy đều vô cùng cung kính khi gặp họ, không một ai dám thất lễ, mà tất cả những hành động này đều xuất phát từ nội tâm, bởi vì các linh quả thật đã giúp đỡ rất nhiều cho vũ trụ ngũ duy. Họ không làm gì cả, họ chỉ hỗ trợ mà thôi. Ở nơi xa, Tiểu Linh Nhi trong bộ váy trắng tinh, tay cầm pháp trượng, nhìn xuống các linh ở dưới với gương mặt bình thản, rất có phong phạm của đại tỷ. Các linh đều nhìn cô bé với vẻ tin tưởng. Bởi Tiểu Linh Nhi không chỉ là người có cấp bậc cao nhất trong họ, mà địa vị của cô bé ở ngũ duy cũng không ai sánh bằng. Có ai còn không biết Diệp Huyên xem cô bé như muội muội đâu. Quan trọng nhất là Tiểu Linh Nhi còn vô cùng thân thiết với nhóc màu trắng kia. Mà nhóc ấy là ai? Linh Tổ, tổ tiên của các thiên địa chi linh. Tiểu Linh Nhi bỗng giơ tay lên, quảng trường tức khắc trở nên an tĩnh. Rất có phong độ. Cô bé nhìn lướt qua các linh một lần, cất giọng, các ngươi phải tìm càng nhiều bạn bè đến nữa. Ở đây có thức ăn, có chốn ở, có người bảo vệ. Ai có thể tìm đến một người bạn, ta sẽ cho 100 tia tử khí, và 30 viên tạo hóa thần tinh. Sau đó cô bé vung tay lên, gọi một núi tạo hóa thần tinh hơn 1.000 viên xuất hiện, tất cả đều do cô bé xin được từ Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không hỏi Tiểu Linh Nhi muốn tạo hóa thần tinh để làm gì. Chỉ cần cô bé muốn thì hắn đều cho, lại không ngờ cô bé lại dùng nó vì mục đích này. Hai mắt các linh sáng rỡ lên khi thấy những viên tạo hóa thần tinh này, bởi vì lượng linh khí tinh khiết bên trong rất có lợi cho họ. Tiểu Linh Nhi tiếp tục, tìm được một người, 30 viên, 2 người, 70 viên, 3 người, 150 viên. Tìm được từ 5 người trở lên, lập tức cho 300 viên và 300 luồng tử khí. Người bạn được các người mời đến cũng sẽ nhận được tạo hóa thần tinh và tử khí. Các linh lập tức hưng phấn không thôi, hai mắt mở to đầy hồ hởi. 300 viên tạo hóa thần tinh và 300 luồng tử khí, không phải cực tốt thì là gì? Đoạn thời gian làm tán tu của họ đều trải qua trong thiếu thốn, chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy tạo hóa thần tinh và tử khí.
Sau đó, Tiểu Linh Nhi phân phối hai thứ kia cho một vài linh được mời đến trước kia, khiến những người còn lại hâm mộ vô cùng. Tiểu Linh Nhi lại nói, mọi người đều có cơ hội như nhau, chỉ cần tìm đến được người mới. Bây giờ hãy đi kêu gọi đi, ta cũng sẽ phái người theo bảo vệ, các ngươi cứ việc yên tâm. Gần như ngay lập tức, các linh phóng vút lên cao, bắt đầu đi tìm những người bạn của mình. Linh vốn không tin con người, vì vậy trước kia, khi bị con người tìm thấy đều tỏ ra phòng bị vô cùng, nhưng những linh này lại không gặp vấn đề đó. Bởi vì mối quan hệ giữa linh với nhau không phức tạp như với con người, vì vậy để họ đi tìm đồng tộc chắc chắn sẽ thành công. Đợi các linh tản đi rồi, Quan Âm lắc đầu cười, cô bé đúng là lợi hại. Diệp Huyên cũng gật đầu, đúng vậy. Thấy hắn dõi mắt nhìn theo hướng các linh rời đi, Quan Âm nói. Đừng lo, sẽ có người âm thầm đi theo bảo vệ họ. Diệp Huyên, phải bảo vệ chu toàn. Họ đã tin tưởng chúng ta cũng không thể phụ lòng họ. Quan Âm, tất nhiên. Lúc này, Tiểu Linh Nhi chạy đến trước mặt họ, hớn hở nở nụ cười, Quan Âm tỷ. Đại ca. Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu cô bé, cười hỏi chơi vui không? Cô bé liến thoáng đáp, ta không có chơi, ta đang làm việc mà. Diệp Huyên bật cười, ừ nhỉ, đúng là đang làm việc. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, đại ca, ta cần thêm tạo hóa thần tinh. Huynh cũng biết để Linh Tông phát triển cần thật nhiều tiền. Diệp Huyên. Quan Âm lắc đầu bật cười. Diệp Huyên đưa một chiếc nhẫn cho cô bé, cho muội này. Tiểu Linh Nhi cười hì hì, vội vàng nhận lấy. Diệp Huyên nghiêm giọng, vũ trụ ngũ duy còn rất nhiều nơi cần Linh giúp đỡ. Khi ấy muội nhớ phải làm việc cùng Quan Âm tỷ, biết chưa? Sở dĩ hắn nói vậy vì biết các Linh rất nghe lời Tiểu Linh Nhi. Cô bé nhanh chóng gật đầu, ta biết chứ. Diệp Huyên còn muốn nói tiếp thì thấy không gian trước mặt khẽ rung động, chợt cau mày. Quan Âm vội hỏi, sao vậy? Hắn thấp giọng đáp, ta phải trở lại lưỡng giới uyên. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất, để lại Quan Âm nhíu mày thật chặt. Có chuyện gì xảy ra sao? Lưỡng giới uyên, điện yêu vương. Diệp Huyên vừa bước vào đã thấy Si Yêu Yêu đứng chờ, thấp giọng hỏi. Có chuyện xảy ra. Si Yêu Yêu gật đầu, không tính là việc xấu, nhưng cũng không phải là tốt. Diệp Huyên, cụ thể thế nào? Si Yêu Yêu, bên trong lưỡng giới uyên bỗng xuất hiện một lốc xoáy màu đen. Chúng ta cảm nhận được khí tức của linh khí cực kỳ tinh khiết tỏa ra từ bên trong, phỏng đoán sơ bộ có ít nhất 10 linh mạch cực phẩm, thậm chí có thể có cả linh mạch siêu phẩm trong truyền thuyết. Diệp Huyên cau mày, lốc xoáy màu đen ư? Làm thế nào nó lại xuất hiện? Si Yêu Yêu lắc đầu, không điều tra được. Ngươi có biết vực thiên giới này sâu bao nhiêu không? Thấy hắn lắc đầu, nàng ta tiếp tục. Sâu không thấy đáy, cho đến tận ngày nay, chúng ta vẫn không có cách thăm dò đến đáy của nó. Diệp Huyên có phần khó hiểu, lấy thực lực của đạo chủng chi địa và đạo đình mà cũng không được sao. Si Yêu Yêu lại cười, ngươi có biết lai lịch của vực thiên giới ra sao không? Diệp Huyên không biết nhiều về nơi này, bèn lắc đầu. Sau đó, hắn nghe Si Yêu Yêu nói. Thật ra chúng ta cũng không biết. Diệp Huyên ngạc nhiên, các ngươi cũng không biết ư. Si Yêu Yêu gật đầu, lịch sử tồn tại của nó còn lâu dài hơn cả đạo đình và chúng ta. Những năm gần đây, hai bên đều ra sức khai khẩn lưỡng giới uyên, nhưng cho đến hiện nay vẫn không thể chạm đến đáy của nó. Diệp Huyên cau mày, thần bí đến vậy sao? Si Yêu Yêu cười, không chỉ vậy. Mà ở trong lòng vực thiên giới còn có một luồng không khí lưu chuyển vô cùng kỳ quặc, ngay cả cường giả ngự đạo cảnh cũng khó mà ngăn cản. Càng đi xuống, nó càng trở nên mạnh bạo hơn. Suốt 10 năm qua, chúng ta và đạo đình đã tổn thất hơn 60 ngự đạo cảnh trong công cuộc thăm dò vực thiên giới này. Diệp Huyên, nói cách khác, ngay cả các người cũng chưa từng chạm tới đáy của vực thiên giới. Si Yêu Yêu gật đầu, theo suy đoán của ta. Chúng ta có thể còn chưa khai thác được 1/3. Chưa đến 1/3. Diệp Huyên không khỏi lộ vẻ xúc động. Nếu đúng là như vậy thì vực thiên giới này khủng bố hơn tưởng tượng nhiều lắm. Bên dưới đó có bao nhiêu linh mạch còn tồn tại?
chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến nhiệt huyết dâng cao rồi. Si Yêu Yêu bỗng lên tiếng, đừng nghĩ nhiều. Cho đến nay, nơi sâu nhất chúng ta khám phá đến được là ám giới, nhưng không một ai có thể vào được. Lốc xoáy lần này lại xuất hiện ở bên bờ này của ám giới. Ta tìm ngươi đến là muốn ngươi đi một chuyến, thấy được không? Diệp Huyên trố mắt, ta ư. Cái gật đầu của Si Yêu Yêu khiến hắn càng không hiểu gì. Nhưng cô và La Hầu rõ ràng mạnh hơn ta, vì sao lại không đi? Nàng ta cười, bọn ta đi rồi, ai thay ngươi ngăn cản đạo đình? Ngươi nghĩ chúng sẽ chịu ngồi yên khi lốc xoáy bỗng dưng xuất hiện sao? Chúng chắc chắn sẽ nhúng tay vào, mà bọn ta thì phải ngăn cản Bạch Bào. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Diệp Huyên cười nhăn nhở, có được lợi gì không? Si Yêu Yêu đi đến gần, ngươi đi rồi còn sợ không thu hoạch được gì sao? Diệp Huyên nghiêm mặt, ta chỉ hỏi thôi mà. Ta và đạo chủng chi địa là đồng minh, làm sao có thể đùn đẩy trách nhiệm khi ra tay giúp đỡ được? Si Yêu Yêu cong môi, ta thích cái thói vứt hết mặt mũi này của ngươi. Diệp Huyên. Nàng ta trở lại chỗ ngồi, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, nói, đây là cơ hội cho đạo chủng chi địa, cũng là cơ hội với Diệp Huyên ngươi. Nhưng ta cảnh báo trước, đạo đình chắc chắn sẽ xía mũi vào, ta chỉ không biết làm thế nào mà thôi. Chúng ta chỉ có thể thay ngươi cản trở Bạch Bào và những người khác, còn lại thì ngươi phải tự mình đối mặt, có vấn đề gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Si Yêu Yêu gật đầu, vậy thì đi đi. Diệp Huyên do dự một hồi rồi hỏi, Yêu Yêu cô nương, ám giới có nguy hiểm gì không? Si Yêu Yêu, với người khác thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng ta nghĩ với ngươi thì không đến nỗi nào. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Si Yêu Yêu cong môi, ngươi chưa từng nghe câu, vô liêm sỉ ắt vô địch, à. Ta thấy ngươi cũng vô địch đấy chứ, chỉ ám giới thôi thì nhằm nhò gì. Diệp Huyên đen cả mặt, nàng ta có còn nói tiếng người không vậy? Si Yêu Yêu bỗng thu hồi vẻ đùa cợt, phải đề phòng đạo đình và lốc xoáy đen kia. Sự xuất hiện của nó không bình thường, ngươi phải cẩn thận. Diệp Huyên, Yêu Yêu cô nương đã đi vào rồi ư. Nàng ta gật đầu, đúng, nhưng ta chỉ đến được rìa lốc xoáy, tiếp tục đi nữa thì không chịu nổi. Diệp Huyên ra vẻ khó hiểu, vậy tại sao các người lại cho rằng ta có thể làm được? Si Yêu Yêu hỏi hắn, người có biết thứ khiến ta chịu không nổi là gì không? Hắn tò mò, là gì? Si Yêu Yêu buông nhẹ giọng, là kiếm khí mạnh mẽ không gì sánh bằng. Diệp Huyên ngây ra, vội hỏi lại, có kiếm khí ư? Si Yêu Yêu gật đầu, rất mạnh là đằng khác, chúng ta để ngươi đi, chắc chắn không phải muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, mà là vì ngươi có thể hấp thu kiếm khí, có lẽ sẽ có thể tiến vào lốc xoáy để thăm dò thực hư. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Nếu không phải vì chuyện này, e rằng đạo chủng chi địa sẽ không đời nào cho hắn biết về lốc xoáy. Bên trong có ít nhất mười mấy linh mạch cực phẩm, thậm chí là siêu phẩm. Bọn họ đã cùng đường bí lối mới phải tìm đến hắn. Hắn bèn cười, ta sẽ đi. Si Yêu Yêu gật đầu, vạn sự cẩn thận. Thấy hắn đứng dậy, nàng ta lại nói. Ngươi đột phá rồi sao? Diệp Huyên quay lại nhìn với vẻ khó hiểu, đâu có đâu. Si Yêu Yêu, thật chứ? Diệp Huyên gật đầu, ta vẫn còn ở chứng đạo cảnh mà. Si Yêu Yêu cười, ta lại cho rằng ngươi đã đột phá rồi. Diệp Huyên cong môi, sao cô nương lại nghĩ vậy? Si Yêu Yêu nhấm trà, có biết vì sao chân người lại trắng hơn tay người không? Diệp Huyên lơ ngơ, vì sao? Nàng ta cười, vì chân luôn được giấu trong giày, nhưng nếu giày rách thì làm sao giấu được, nhỉ? Diệp Huyên lặng đi trong vài giây, sau đó nói, đa tạ. Vào giây phút xoay người rời đi, sắc mặt hắn thoát cái trở nên nghiêm trọng vô cùng. Si Yêu Yêu biết hắn đã đột phá về thân thể rồi. Lần này là hắn sơ suất khi chỉ che giấu khí tức thân thể, nhưng lại không dùng thêm tháp giới ngục. Nhưng hiển nhiên thực lực trước mắt của hắn còn chưa đủ để qua mắt những cường giả như Si Yêu Yêu, phải có sự hỗ trợ của tháp mới được. Ra khỏi điện rồi, Diệp Huyên vỗ nhẹ lên mặt. Thì thầm, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Sau đó, hắn hóa thành kiếm quang bay vút đi. Trong điện,
Sĩ Yêu Yêu khẽ đong đưa tách trà trong tay, thân sắc hắn. Là vì quyển đạo kinh kia sao? Đôi mắt nàng ta chậm rãi nhắm lại. Chấm chấm chấm. Thần cung. Sau khi nghe tin về lốc xoáy màu đen, Bạch Đế Tử, Bạch Bào và Chân Võ Thần Quân đều tụ tập tại đây. Bạch Bào lên tiếng, người của ta đã điều tra được lốc xoáy ấy không phải âm mưu của đạo chủng chi địa, nhưng bên trong ẩn giấu kiếm khí rất mạnh, ngay cả La Hầu và Si Yêu Yêu cũng không dám vào. Bạch Đế Tử bỗng nói, Diệp Huyên sẽ đi. Bạch Bào, vì sao? Bạch Đế Tử, vì tên vô liêm sỉ đó có thể hấp thu kiếm khí. Nói đến đây, chân mày lão ta khẽ cau lại, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Lốc xoáy này giống như xuất hiện vì hắn vậy. Chân Võ Thần Quân bỗng hỏi, Bạch Bào, người đã từng đến ám giới, bên trong rốt cuộc là thế nào? Bạch Bào im lặng một chốc rồi nói, rất nhiều khí vẩn đục, có thể ăn mòn tuổi thọ và thân xác con người. Chân Võ cau mày, không thể kháng lại ư? Bạch Bào lắc đầu, khó, càng đi sâu vào. Loại khí này càng dày đặc, một khi bị nó dính vào người thì sẽ tiến vào trạng thái thiên nhân ngũ suy, nhanh chóng suy kiệt. Chân Võ im lặng. Thiên nhân ngũ suy, tức đã bước một chân võ ô quan tài. Bạch Đế Tử bỗng hỏi, Diệp Huyên có thể kháng lại thứ khí vẩn đục này sao? Bạch Bào lắc đầu, xét về sức mạnh thì còn lâu mới có thể. Nhưng bản thân hắn vô cùng bí ẩn, ta không biết liệu hắn có còn cách nào khác để chống lại không? Bạch Đế Tử im lặng. Trong lòng ông ta, Diệp Huyên là một kẻ không gì không làm được. Chân Võ Thần Quân, đây có lẽ chính là cơ hội để chúng ta giết hắn. Bởi vì hắn có thể tiến vào ám giới, nhưng các cường giả đạo chủng chi địa lại không thể. Nếu chúng ta ra tay ở đó thì bọn chúng sẽ không thể xen vào. Bạch Bào lắc đầu, đạo chủng chi địa không vào được, chúng ta cũng thế thôi. Chân Võ Thần Quân lại nói, Đạo Bào. Nó có thể cản lại khí vẩn đục sao? Bạch Đế Tử khẽ cau mày, nhìn sang Bạch Bào. Bạch Bào suy tư một hồi rồi nói, có thể trong khoảng nửa canh giờ, nhưng sau đó nó sẽ bị hủy. Chưa kể, Diệp Huyên tiến vào lốc xoáy không có nghĩa là hắn sẽ vào ám giới, mà nếu chúng ta ra tay ở ranh giới, đạo chủng chi địa chắc chắn sẽ ra tay. Chân Võ Thần Quân, ta dám cược. Hắn sẽ vào ám giới. Bạch Bào và Bạch Đế Tử đồng thời im lặng. Chân Võ Thần Quân nhìn Bạch Bào, nếu Diệp Huyên chỉ có một mình, người có bao nhiêu phần chắc chắn sẽ tiêu diệt được hắn. Bạch Bào 8, điều kiện tiên quyết là hắn chưa đạt đến ngự đạo cảnh. Chân Võ Thần Quân chậm rãi nhắm mắt lại 8, vậy là đủ rồi, đáng để cược một lần. Thấy ông ta nhìn sang, Bạch Đế Tử đứng dậy, ta đi lấy đạo bào. Sau đó ông ta biến mất. Trong điện, Chân Võ khẽ nói, tiếc rằng hắn không phải người đạo đình chúng ta, bằng không chắc chắn sẽ giúp chúng ta tiêu diệt đạo chủng chi địa. Nếu Diệp Huyên thuộc về đạo đình, được đạo đình bồi dưỡng, ngày sau hoàn toàn có khả năng đạt đến cấp bậc của đạo tổ. Một khi có cường giả như vậy, việc đạo đình xóa sổ đạo chủng chi địa là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiếc rằng hắn lại không phải. Đã vậy mà bây giờ bạn họ lại không thể không tiêu diệt hắn, cho dù phải bỏ ra bất kỳ giá nào. Càng đến gần thế giới ngầm, sắc mặt Diệp Huyên càng trở nên nghiêm trọng. Không gian nơi ấy là một vùng đen nhánh, bên trong tản mát ra chút khí tức nhàn nhạt, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Khí vẩn đục. Đứng trước dòng khí này, cho dù là ngự đạo cảnh cũng khó lòng ngăn cản. Diệp Huyên nhìn sang bên phải. Thấy một lốc xoáy màu đen khổng lồ cách đó không xa, còn cảm nhận được linh khí tinh khiết và kiếm khí tản ra từ bên trong. Diệp Huyên không khỏi hiếu kỳ, đến cả Si Yêu Yêu và La Hầu còn gặp khó khăn trước kiếm khí này, vậy nó phải mạnh đến mức nào cơ chứ? Có khi nào là do tam kiếm để lại? Khi Diệp Huyên vừa cất bước đi về phía lốc xoáy, bỗng nghe giọng Diệp Chi Mệnh vang lên. Cẩn thận đấy! Hắn gật đầu. Tất nhiên không dám khinh thường dù chỉ một chút với vực thiên giới. Hắn nhanh chóp đến gần lốc xoáy, sau đó bỗng nhiên phát hiện ra gì mà xoay người. Trước mắt là một vùng trống rỗng, nhưng hắn biết có người đang nhìn. Đạo đình lẫn đạo chủng chi địa. Thấy hắn trầm ngâm, Diệp Chi Mệnh hỏi. Sao vậy?
Diệp Huyên khẽ cười, cô nói xem Đạo Đình sẽ nghĩ ra cách gì để giết ta đây. Nàng ta không đáp. Hắn nhìn về phía lốc xoáy đen, im lặng một hồi rồi nhanh chóng bước vào. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trong bóng tối, La Hầu khẽ nói, hắn có thể hấp thu cả kiếm khí bên trong không? Bên cạnh ông ta là A Khổ Vương và Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu cười, có thể hay không, chúng ta sẽ nhanh chóng biết thôi. Đoạn nàng ta quay lại nhìn vào một nơi nào đó, các người nghĩ Đạo Đình sẽ làm gì? A Khổ Vương hạ giọng, sẽ không dừng tay. Si Yêu Yêu chỉ nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì. La Hầu bỗng hỏi, vì sao lại có kiếm khí bên trong? Si Yêu Yêu, vì từng có người đi vào. Là ai? A Khổ Vương hỏi. Si Yêu Yêu lắc đầu, không rõ. Sau đó nàng ta nhìn về phía thế giới ngầm, khẽ nói, kể từ khi biết về mộ Niệm Niệm, ta phát hiện chúng ta đều có phần yếu đi. Trước đó, nàng ta luôn cho rằng bọn họ chính là những người mạnh nhất ở cõi trời này. Nhưng sau khi gặp được mộ Niệm Niệm, nàng ta mới bừng tỉnh ngộ, thì ra họ vẫn chưa là gì cả. Thế giới chính là như vậy, khi ngươi cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao, mới phát hiện hóa ra vẫn còn những ngọn núi cao hơn. Chấm chấm chấm. Bên kia, Bạch Đế Tử và Chân Võ Thần Quân cũng đang quan sát từ trong bóng tối. Bọn họ cũng đã cho người điều tra về lốc xoáy đen này suốt một thời gian, nhưng đều không có kết quả. Tiếp tục tranh chấp là chuyện vô nghĩa, bởi bên trong có kiếm khí rất mạnh, đạo chủng chi địa không vào được, họ cũng không vào được. Nhưng Diệp Huyên lại có thể. Họ cũng rất muốn biết liệu Diệp Huyên thật sự có thể hấp thu kiếm khí bên trong không. Những thứ ấy đều không phải kiếm khí bình thường, mà mạnh đến nỗi cường giả như La Hầu và Si Yêu Yêu đều khó lòng ngăn cản, liệu Diệp Huyên có hấp thu được không? Chấm chấm chấm. Sau khi bước vào lốc xoáy, một luồng linh khí tinh khiết ập vào mặt Diệp Huyên. Hắn tăng tốc, nhanh chóng đi đến một vùng không gian khác. Bên trong lốc xoáy là một vũ trụ khác, sâu thẳm vô biên. Bỗng nhiên, hắn quay đầu lại, cảm nhận được một tia kiếm khí xa lạ đến từ chỗ sâu. Hắn đã quen với kiếm khí của Tam Kiếm, nhưng lần này lại không phải là bất kỳ ai trong số họ. Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Huyên cất bước đi về phía đó. Càng đi về trước, sắc mặt hắn càng đanh lại khi không chỉ cảm nhận được kiếm khí, mà còn có kiếm thế cực kỳ hùng mạnh, mạnh gấp nhiều lần Chân Võ Thần Quân. Diệp Huyên không khỏi khiếp sợ, trừ Tam Kiếm và Niệm Tỷ ra, vẫn còn kiếm tu khác mạnh mẽ nhường này sao? Đó là ai? Hắn càng cảm thấy tò mò, bỗng dừng bước khi nhìn thấy. Một thi thể đang lơ lửng cách đó mười mấy trượng. Diệp Huyên quan sát một chút, thấy nơi cổ họng thi thể ấy là vết kiếm rạch. Nhất Kiếm Phong Hầu. Diệp Huyên đi đến để tỉ mỉ nhìn xem, thi thể còn nằm đây nhưng linh hồn đã biến mất, có lẽ đã bị thần hồn câu diệt. Hắn nhíu mày, nhìn về phía xa, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Càng lúc càng tò mò nhưng cũng càng cẩn thận. Hắn đã luyện thành đạo thể nhưng không có nghĩa là việc địch, không được phép tự cao cho dù chỉ là một giây. Diệp Huyên tiếp tục đi về trước, nhưng không lâu sau đó thì dừng lại. Bởi từ nơi xa đang có một luồng kiếm khí như sấm rền phá không mà tới, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt Diệp Huyên, khiến hắn biến sắc kịch liệt. Không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Hắn không có cả thời gian để phản ứng, chỉ có thể mặc cho kiếm khí nện vào người mình. Âm thầm cầu nguyện vô địch kiếm thể của mình sẽ có tác dụng. Xoẹt. Theo tiếng xé rách chói tai vang lên, Diệp Huyên bay vút về sau gần nghìn trượng, khi vừa dừng lại thì không gian bốn phía đã nứt vỡ, lan tràn đến hơn vạn trượng. Cắm trước ngực hắn là một luồng kiếm khí. Cơ thể Diệp Huyên cứng còng, sắc mặt đanh lại khi phát hiện hắn không thể hấp thu kiếm khí này. Nhưng kiếm khí cũng không thể làm tổn thương hắn. Nó có thể tiến vào cơ thể hắn, lại không gây hại đến hắn, mà hắn thì không hấp thu được nó. Kỳ quặc vô cùng. Bản thân Diệp Huyên cũng ngây ngẩn. Chuyện gì thế này? Giọng Diệp Chi Mệnh bỗng vang lên, kiếm khí này không đủ để tổn thương ngươi, nhưng ngươi cũng không thể hấp thu nó. Chỉ còn một cách giải thích là vì thể chất vô địch kiếm thể của ngươi rất mạnh,
nhưng sức mạnh ngươi lại không đủ để cắn nuốt nó. Chủ nhân của kiếm khí này, có lẽ cũng giống với Mộ Niệm Niệm, đã đạt đến trình độ tương đương chủ nhân ba thanh kiếm kia ở một phương diện kiếm đạo. Tương đương với họ. Diệp Huyên khẽ cau mày, nhìn về phương xa. Trong trời đất này vậy mà vẫn còn kiếm tu mạnh đến vậy sao? Im lặng một hồi, hắn mới chậm rãi rút kiếm khí kia ra. Xem kiếm khí có thể biết người, nhưng Diệp Huyên càng quan sát nó, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. E rằng thành tựu kiếm đạo của người này quả thật đã tiếp cận với tam kiếm. Về phần Niệm tỷ, hắn vốn chưa từng thấy nàng ta ở thời kỳ đỉnh cao, nên cũng không biết ai hơn ai giữa hai người này. Diệp Chi Mệnh bỗng nói, nó không phản kháng. Diệp Huyên sửng sốt, bấy giờ mới phát hiện ra kiếm khí trong tay không hề dãy giụa. Chuyện gì thế này? Hắn chăm chú quan sát, thấy nó khe khẽ chấn động nhưng không hề có ý chống đối. Diệp Chi Mệnh, đừng nói rằng chủ nhân của nó có liên quan đến ngươi chứ. Nàng ta cũng không biết phải nói gì về Diệp Huyên. Tên này rốt cuộc là có bao nhiêu chỗ dựa vậy? E rằng chính hắn còn không biết, nói chi là nàng. Đi đến đâu cũng có người chống lưng cho. Diệp Huyên, ta chưa từng thấy khí tức của kiếm khí này bao giờ, hẳn là cũng không quen biết chủ nhân của nó. Diệp Chi Mệnh, ngươi không biết người ta, không có nghĩa là người ta không biết ngươi. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh, cho dù thế nào đi nữa, nếu nó không phản lại ngươi có nghĩa là chủ nhân của nó có thể biết về ngươi. Đi về trước xem sao đi. Diệp Huyên gật đầu, thu kiếm khí vào. Tuy nó đã rời khỏi chủ nhân, nhưng lấy thành tựu về kiếm đạo của người kia, kiếm khí này có thể tồn tại ít nhất là vạn năm. Một khắc sau, Diệp Huyên đang ngự kiếm bỗng dừng lại khi nhìn thấy một mạch khoáng cực phẩm nằm cách đó không xa. Hắn không khỏi cảm thấy phấn khích, lập tức tiến vào, sau đó sững ra khi phát hiện. Bên trong đầy ắp tạo hóa thần tinh. Ít nhất là 300.000 viên. 300.000 viên tạo hóa thần tinh là khái niệm gì? Diệp Huyên sắp không thể khống chế bản thân nữa. Mạch khoáng nơi này chưa từng được ai khai thác, vì vậy chứa đựng lượng tạo hóa thần tinh khổng lồ. Quan trọng nhất là số tạo hóa thần tinh này hoàn toàn khác với những viên hắn từng nhìn thấy. Kích thước của chúng lớn bằng nắm tay, mang màu tím đậm, năng lượng bên trong tinh khiết hơn những viên bên ngoài gấp mấy lần. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, số tạo hóa thần tinh này không bị người khai thác, có thể tự mình phát triển trong mạch khoáng này. Chúc mừng, người phát tài rồi. Diệp Huyên tuét miệng cười đến mang tai. Tạo hóa thần tinh tinh khiết như vậy, số lượng lại còn hơn 300.000, có thể giúp vũ trụ ngũ duy đào tạo được bao nhiêu cường giả đây. Hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra hàng loạt chứng đạo cảnh và ngự đạo cảnh. Quan trọng nhất là bên trong hố đen không chỉ có mạch khoáng cực phẩm này. Diệp Huyên không nhịn được mà bật cười ha hả, vội vàng thu tất cả vào, không chỉ tạo hóa thần tinh mà còn cả mạch khoáng. Hắn phát hiện ra, những viên đá này ở trong mạch càng lâu thì càng tốt. Sau đó, Diệp Huyên tiếp tục đi về trước, khi thấy một tia kiếm khí nữa bay tới, hắn không chút hốt hoảng, nhìn nó dừng lại khi còn cách mình nửa trượng, đúng như dự đoán. Diệp Huyên thu nó vào, tiếp tục tiến bước. Bước chân như gió, đắc ý vô cùng. Diệp Huyên bỗng cười hỏi, Chi Mệnh có suy nghĩ gì không? Diệp Chi Mệnh im lặng một hồi rồi nói, bật hách. Diệp Huyên tròn mắt, nghĩa là gì? Diệp Chi Mệnh nhàn nhạt nói, ta nhìn thấy từ này trong một quyển sách cổ, nghe nói là từ thế giới Ngân Hà truyền đến, có nghĩa là không tuân theo quy tắc, sống mà như gian lận, không khác ngươi lúc này là bao. Diệp Huyên cau mày, sao ta cảm thấy từ này không mang nghĩa tốt lắm? Diệp Chi Mệnh, ta cũng không biết, nơi đó có rất nhiều từ ngữ không cách nào giải thích. Ta đọc xong quyển sách kia cũng mụ cả đầu, bởi trong đó có quá nhiều từ mà ta không hiểu được. Như cái, bật hách này, bật là gì, hách là gì, vì sao ghép lại thì có nghĩa là bất tuân quy tắc. Chả hiểu nổi. Diệp Huyên. Hách. Diệp Huyên lắc đầu. Từ này lạ thật. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đừng băn khoăn vấn đề này nữa. Vô nghĩa lắm. Diệp Huyên gật đầu, hắn tăng tốc, dọc trên đường đi, hắn lại gặp một chút kiếm khí. Lúc này,
hắn phát hiện những kiếm khí đều rải rác trong tinh không, nhìn thấy người sẽ chủ động tấn công. Rất rõ ràng là tinh không này từng diễn ra đại chiến. Sau khi ngự kiếm khoảng nửa canh giới, Diệp Huyên lại nhìn thấy một quặng mỏ. Trong quặng mỏ cũng có hơn 200.000 tạo hóa thần tinh. Diệp Huyên không chút do dự, lập tức thu lấy quặng mỏ kia. Bây giờ, hắn có hai quặng mỏ cực phẩm và hơn 400.000 tạo hóa thần tinh. Đây thật sự là phát tài. Dù tạo hóa thần tinh ngày càng nhiều, nhưng Diệp Huyên lại cảm thấy hơi bất an. Rõ ràng nơi này hơi không bình thường, vì trên đường đi, ngoài kiếm khí và quặng mỏ, hắn còn nhìn thấy cả thi thể nữa. Nhìn từ bản thể của những thi thể này, có lẽ khi còn sống đều là cao thủ hàng đầu. Một lát sau, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, một tinh hạm to lớn đang lơ lửng trong tinh không cách đó không xa, tinh hạm lơ lửng như một u linh, trông vô cùng u ám. Diệp Huyên nhíu mày, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi về phía tinh hạm kia, khi đến gần tinh hạm, hắn lại cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ một lần nữa. Diệp Huyên dừng bước, trong lòng càng đề phòng. Vào lúc hắn muốn chạy đi thì tinh hạm đột nhiên không ngừng rung lên, sau đó, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ trong tinh hạm. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật. Có người. Diệp Huyên nhìn tinh hạm trước mặt, dưới ánh nhìn của hắn, một ông lão đi ra từ trong tinh hạm, ông lão mặc trường bào màu xám rộng lớn, tay cầm một cây quải trượng, hơi thở trên người như có như không, cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyên nhìn ông lão, không nói gì. Mà lúc này ông lão cũng đang nhìn Diệp Huyên. Một lát sau, ông lão đột nhiên khàn giọng nói, vì sao ngươi không sợ những kiếm khí kia? Diệp Huyên nâng kiếm trong tay lên. Ta cũng là kiếm tu. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thành tựu kiếm đạo của người thua xa chủ nhân của kiếm khí. Diệp Huyên đáp, thiên hạ kiếm tu một nhà, người nhà không đánh nhau. Ông lão nhíu mày, nói nhảm gì vậy? Diệp Huyên. Ông lão lại nói, những kiếm khí kia không đả thương ngươi. Quan hệ của ngươi và chủ nhân của kiếm khí là thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, lần đầu tiên đến đây. Ta cũng không biết vì sao kiếm khí đó không đả thương ta. Lần này hắn không nói nhảm nữa, đùa à, lỡ như chủ nhân của kiếm khí có thù oán với ông già này thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ông lão nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên quan sát xung quanh, sau đó nói, tiền bối, nơi này là... Ông lão đáp, ám giới. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối đến từ nơi sâu trong ám giới sao? Ông lão lắc đầu, ta từ bên ngoài đến ám giới. Diệp Huyên chớp mắt, từ bên ngoài. Ông lão nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên thầm run rẩy, mẹ kiếp, ông lão này muốn giết hắn. Vì hắn cảm nhận được một luồng sát khí. Dù sát khí của ông lão này rất khó nhận ra, nhưng hắn vẫn phát hiện được. Vì hắn là tự sát chứng đạo, vô cùng nhạy cảm với sát khí. Tay phải trong tay áo rộng của ông lão chậm rãi siết chặt. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, thật không dám giấu giếm, ta đến để tìm phụ thân của ta. Ông lão nhíu mày, phụ thân. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, tiền bối, ông từng gặp ông ấy sao? Ông lão nhìn Diệp Huyên, chưa từng. Mẹ kiếp, ai biết phụ thân của ngươi là ai? Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra. Trong nháy mắt, huyết dịch trên người hắn bắt đầu cuộn trào. Huyết mạch chi lực. Lúc thấy huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, nét mặt của ông lão lập tức thay đổi. Diệp Huyên nhìn ông lão, huyết mạch của phụ thân ta cũng giống ta, tiền bối từng gặp người có huyết mạch này chưa? Ông lão nhìn chằm chằm huyết mạch sôi trào trên người Diệp Huyên, nét mặt dần trở nên nặng nề. Không thể không nói, lúc này trong lòng hắn có hơi rung động. Đây là huyết mạch gì vậy? Sao lại mạnh thế? Rốt cuộc người trẻ tuổi trước mắt là ai? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên thu hồi huyết mạch chi lực của mình, hắn chắp tay với ông lão, lại hỏi, không biết tiền bối đã từng gặp chưa? Ông lão im lặng một lúc rồi lắc đầu, chưa từng gặp. Nói xong, ông ta tiếp lời, tiểu hữu,
huyết mạch chi lực này của ngươi khá đặc biệt đấy. Lúc này, sát khí trên người ông ta đã biến mất. Người tu luyện cả đời sợ nhất là gì? Sợ nhất là kết ác nhân, kết nghiệt duyên. Thế giới này quá nguy hiểm, đi bên ngoài nhất định phải cẩn thận hơn. Đặc biệt là có vài người tuyệt đối không thể động vào cũng giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, đánh người nhỏ sẽ có người lớn xuất hiện, đánh người lớn thì có một đám người lớn tới. Mà vừa nhìn chàng trai trẻ trước mắt đã biết có người chống lưng, hơn nữa còn là người chống lưng không tầm thường. Nếu giết hắn chắc chắn sẽ để lại hậu hoạn khôn cùng. Diệp Huyên ở đối diện ông lão cười nói, tiền bối hơi thở sâu xa khó lường, e rằng đã đến thành đạo rồi đúng không? Ông lão gật đầu. Thành đạo. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật, mẹ kiếp, ông già này thành đạo rồi, chẳng trách mình lại thấy nguy hiểm thế. Không ngờ mình lại gặp cao thủ thành đạo cảnh. Phải biết rằng dù là đạo đình và đạo chủng chi địa cộng lại cũng chỉ có 4 cao thủ thành đạo cảnh mà thôi. Lúc này, ông lão kia đột nhiên nói, với thực lực của tiểu hữu, không nên bước vào nơi này. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, rốt cuộc ám giới này là nơi nào? Ông lão hơi do dự, sau đó nói, ngươi không biết mà còn dám đến à? Diệp Huyên chớp mắt, nơi này rất nguy hiểm sao? Ông lão nhìn Diệp Huyên, chẳng lẽ không nguy hiểm? Diệp Huyên nhìn xung quanh, cười ngượng ngùng, cảm thấy không nguy hiểm lắm. Ông lão cạn lời, không nguy hiểm, khi nãy lão tử suýt giết chết ngươi rồi, ngươi còn nói không nguy hiểm. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đại ca ta nói, người trẻ tuổi đừng sợ chết, phải ra ngoài lịch luyện nhiều một chút. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đại ca ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Hắn lấy một thanh kiếm trên đỉnh tháp ra, đây là đại ca cho ta. Đây là kiếm của kiếm tu mặc trường bào màu trắng. Nhìn thấy kiếm của sư tổ Đảo Trích Tiên, nét mặt ông lão trở nên nặng nề. Người càng mạnh nhìn thấy ba thanh kiếm sẽ càng có thể cảm nhận được sức mạnh của nó hơn. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đây là đại ca của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão do dự, tiểu hữu, ngươi. Không thể không nói, lúc này trong lòng ông ta thấy hơi khiếp sợ. Rốt cuộc chàng trai trẻ trước mắt là ai? Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, tiền bối, người từng đến chỗ sâu trong ám giới chưa? Ông lão lắc đầu, chưa từng đi tới nơi sâu nhất, bên kia có khí vẩn đục, người bình thường không chịu đựng được. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, tốt nhất người đừng đi, khí vẩn đục bên kia rất mạnh, người bây giờ không ngăn cản được nó đâu. Diệp Huyên gật đầu, ta không đi. Ông lão chắp tay, tiểu hữu, ta còn có việc, cáo từ trước. Rõ ràng là muốn mời Diệp Huyên xuống thuyền. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, ông biết lai lịch của kiếm khí này không? Ông lão lắc đầu, không biết, ta chỉ biết nơi này từng xảy ra đại chiến thôi. Nói đến đây, ông ta như nhớ đến điều gì, bèn nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu hữu. Kiếm khí này không thể đả thương ngươi sao? Diệp Huyên nhếch miệng cười, cầm lấy một tia kiếm khí này không thể đả thương ta cũng không biết tại sao. Nhìn kiếm khí không phản kháng trong tay Diệp Huyên, ông lão im lặng. Không ngờ kiếm khí này lại không phản kháng. Tại sao thế? Ông lão hơi khó hiểu. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, lỗ mãng hỏi một câu, ông đến nơi này để. Ông lão đáp, làm một vài chuyện. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, đừng trách vãn bối lắm mồm, ông không phải người của đạo đình cũng không phải người của đạo chủng chi địa, đúng không? Ông lão gật đầu, không phải, nhưng ta từng nghe nói đến hai thế lực đó, ngươi là người của thế lực nào? Diệp Huyên cười đáp, ta là người của vũ trụ ngũ duy, bây giờ tạm thời liên minh với đạo chủng chi địa tấn công đạo đình. Ông lão nhíu mày, theo ta biết. Ở đạo đình chỉ có đạo tổ khá mạnh thôi, mà có lẽ phụ thân và đại ca của ngươi có thể giết chết ông ta một cách dễ dàng. Diệp Huyên cười khổ, ta cũng đành chịu, bạn họ muốn rèn luyện ta, để ta tự đối mặt với mọi chuyện. Trừ khi thật sự hết cách, nếu không bạn họ sẽ không ra tay. Ông lão im lặng. Có người chống lưng tốt thật, có thể rong chơi tùy ý. Ông lão thôi suy nghĩ, đưa mắt nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu.
ta còn có việc, xin đi trước. Diệp Huyên cười khẽ, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn rời khỏi tinh hạm. Ông lão chắp tay, đang muốn rời đi thì chợt nhớ đến điều gì, ông ta hơi do dự, sau đó nói, tiểu hữu, phía trước là một di tích của thế lực lâu đời trước đây, lần này ta đến là vì di tích này, nhưng di tích lâu đời đó khá đặc biệt, bên ngoài không chỉ có rất nhiều khí vận đục còn có kiếm khí mạnh mẽ tung hoành, cả ta cũng khó mà đỡ được sức mạnh của những kiếm khí này. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát mới nói tiếp, tiểu hữu, cậu có hứng thú đi xem thử không? Diệp Huyên chớp mắt, không nói gì. Sao ông lão này muốn mời mình đi? Như biết Diệp Huyên đang nghĩ gì, ông lão cười nói, ta không có ác ý với tiểu hữu, thật không dám giấu giếm, mấy năm nay ta vẫn đang điều tra một vài chuyện, vừa khéo điều tra đến di tích kia, nhưng kiếm khí ở nơi đó rất mạnh, dù là ta cũng khó mà ngăn cản. Ta vốn định từ bỏ, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu hữu. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Ông lão cười nói, kiếm khí không làm tiểu hữu bị thương, nếu tiểu hữu muốn đi vào di tích có lẽ là chuyện rất dễ dàng. Diệp Huyên im lặng. Ông lão nói tiếp, tiểu hữu yên tâm, ta không lấy báu vật bên trong, ta chỉ muốn điều tra một chuyện thôi. Diệp Huyên cười nói, thế sao được, ta đi cùng tiền bối, báu vật chia đều. Ông lão cười khẽ, thật không dám giấu giếm, lão phu cũng không phải tán tu, chút báu vật đó chẳng là gì với ta cả. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Huyên ngồi tinh hạm của ông lão tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau đó, một cửa đá thật to xuất hiện trước mắt Diệp Huyên. Trên cửa đá có hai chữ to, Kiếm Tông. Kiếm Tông. Lúc nhìn thấy hai chữ này, Diệp Huyên sửng sốt. Kiếm Tông. Đối với Diệp Huyên, đến Kiếm Tông cũng giống như về nhà vậy. Vô cùng thân thuộc. Kiếm Tông. Xung quanh cửa đá có khí vận đục lơ lửng, ngoài ra còn có một vài kiếm khí phiêu bạt. Những kiếm khí này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Khi nhìn thấy những kiếm khí này, ánh mắt ông lão rất nặng nề. Trước đây ông ta từng đến đây một lần, nhưng ông ta không dám đi qua. Ông ta có thể ngăn cản những khí vận đục kia, nhưng những kiếm khí này lại mạnh đến mức có thể giết chết ông ta. Nếu chỉ là kiếm khí đơn thuần thì ông ta còn có thể đỡ được, nhưng nơi này thật sự khá kỳ lạ, ông ta không muốn mạo hiểm. Thật ra lúc mới đến, trong lòng ông ta cũng vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc là kiếm khí của ai mà mấy chục nghìn năm trôi qua vẫn còn mạnh như thế? Ông lão thầm thở dài, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Lúc này, Diệp Huyên đi về phía cửa đá, ông lão vội nhắc nhở tiểu hữu, cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi về phía cửa đá, dù trong lòng hắn khá tự tin, nhưng vẫn không dám sơ suất. Khi đi đến chỗ cách cửa đá mười mấy trước, kiếm khí đang lơ lửng xung quanh cửa đá đột nhiên dừng lại, một khắc sau, những kiếm khí này chợt biến thành kiếm quang chém về phía Diệp Huyên. Thấy thế, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, nhưng một khắc sau, ông ta sững người. Vì vô số kiếm khí kia chợt dừng lại trước mặt Diệp Huyên. Tất cả kiếm khí đều dừng lại trước mặt hắn. Ông lão chớp mắt, kiếm khí thật sự không tấn công người này. Thấy những kiếm khí kia dừng lại, Diệp Huyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Những kiếm khí này vô cùng mạnh mẽ, nếu thật sự nhắm vào hắn thì sẽ rất phiền phức. Vì kiếm thể của hắn tạm thời không thể hấp thu những kiếm khí này. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hấp thu toàn bộ những kiếm khí này. Lúc này, ông lão đi tới bên cạnh Diệp Huyên, ông ta nhìn hắn, thở dài nói, tiểu hữu thật là một người hiếm thấy. Diệp Huyên cười khẽ, tiền bối, ông có cách đối phó với những khí vận đục này không? Ông lão gật đầu, khí vận đục ở nơi này yếu hơn sâu trong ám giới rất nhiều. Ta có thể đối phó được. Diệp Huyên cười nói, vậy chúng ta đi vào thôi. Hai người tiếp tục tiến lên, dọc trên đường đi, ông lão vung tay phải, những khí vận đục kia lập tức bị lực lượng thần bí ngăn cản. Diệp Huyên nhìn ông lão, thực lực của ông lão này không phải mạnh bình thường đâu. Sau Sơn Môn là một vài kiến trúc cổ xưa, nhưng những kiến trúc này đều đã vô cùng cũ nát, trong đó có một vài kiến trúc đã sụp đổ, trở thành một đống phế tích.
Rất rõ ràng nơi này từng diễn ra đại chiến. Lúc này, hai người đi tới trước một đại điện, nửa bên của đại điện đều đã sụp đổ, chỉ còn lại một nửa, trông vô cùng hoang liêu. Lúc này, ông lão chợt cất lời, tiểu hữu cẩn thận. Nói xong, ông ta vung tay phải, một bóng đen ở trước mặt Diệp Huyên lập tức bị đánh lui. Tay trái của Diệp Huyên nắm chặt kiếm trong tay, hắn nhìn về phía bóng đen kia, bóng đen tản đi, một người đàn ông trung niên trông rất mờ ảo xuất hiện. Linh hồn. Tuy là linh hồn, nhưng hơi thở của đối phương rất mạnh mẽ. Kiếm chấn hồn trong người Diệp Huyên lên tinh thần chuẩn bị ra tay. Người đàn ông trung niên nhìn về phía ông lão, thành đạo. Nét mặt ông lão không chút cảm xúc, trong mắt có sát khí lóe lên, chỉ là âm hồn của ám vực cũng dám lỗ mãng trước mặt bản tôn ư. Dứt lời, ông ta chắp tay chỉ về phía trước, một luồng khí lạnh lẽo bay đi. Người đàn ông trung niên ở phía xa thay đổi sắc mặt, chợt đánh tới một quyền. Ầm. Sau một tiếng nổ vang, người đàn ông trung niên liên tục lùi về sau, lùi xa cả trăm trượng. Còn ông lão kia lại không lùi một bước. Diệp Huyên nhìn ông lão, thực lực của ông lão này chắc chắn mạnh hơn đám người La Hầu. Thành đạo cảnh. Thật sự rất mạnh. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm ông lão, ngươi biết ta đến từ ám vực, ngươi là người của cổ thần Huyên. Ông lão đang muốn tiếp tục ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên cười nói, tiền bối khoan đã. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên cất lời, có lẽ tiền bối cũng rất muốn biết nơi này từng xảy ra chuyện gì đúng không? Ông lão im lặng một lát, sau đó ông ta nhìn về phía người đàn ông trung niên, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là người của kiếm tông. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ vì ta là kiếm tu nên ông cho rằng ta là người của kiếm tông ư. Người đàn ông trung niên im lặng, không nói một lời. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, tiền bối, ám vực là nơi này. Là ám giới sao? Ông lão lắc đầu, không phải, ám vực là một nơi còn đáng sợ hơn ám giới nữa. Nói xong, ông ta nhìn về phía người đàn ông trung niên, các ngươi bị ai giết? Người đàn ông nặng nề trả lời, một người phụ nữ. Phụ nữ? Ông lão khẽ nhíu mày, các ngươi bị giết bao nhiêu người? Người đàn ông trung niên chậm rãi siết chặt hai tay, nét mặt hơi dữ tợn, hơn 30 người. Diệp Huyên chợt hỏi, hơn 30 vị thành đạo cảnh. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, 12 vị thành đạo cảnh, 18 vị ngự đạo cảnh đỉnh cao. Nghe vậy, Diệp Huyên im lặng. Trong lòng cực kỳ khiếp sợ. 12 vị thành đạo cảnh. Đây là khái niệm gì? Rốt cuộc ám vực này là nơi nào? Vì sao lại mạnh như thế? Lúc này, ông lão chợt nói, hơn 30 mấy người các ngươi đều bị một người phụ nữ giết ư. Người đàn ông trung niên không để ý tới ông lão mà nhìn về phía Diệp Huyên, kiếm khí của nàng cũng không làm ngươi bị thương, ngươi và nàng có quan hệ gì? Diệp Huyên im lặng. Hắn có thể chắc chắn chủ nhân của kiếm khí này không phải là Thanh Nhi, mà trong những người phụ nữ hắn quen, chỉ có kiếm khí của Thanh Nhi và Niệm Tỷ mạnh thế này thôi. Mà ngoài hai người phụ nữ này, hắn không quen kiếm tu nữ nào khác cả. Lúc này, người đàn ông trung niên kia lại nói, rốt cuộc ngươi và nàng có quan hệ thế nào? Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên, ông đoán xem. Ông lão! Người đàn ông trung niên sửng sốt, sau đó trầm giọng nói, nàng ta giết chết rất nhiều người của chúng ta. Diệp Huyên nheo mắt, nàng giết cũng không phải ta giết, có liên quan gì đến ta? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, nàng giết và ngươi giết có gì khác nhau? Diệp Huyên nổi giận, ông có lầm không vậy? Nàng giết và ta giết sao lại không khác nhau? Các người có bản lĩnh thì đi tìm nàng ấy. Nét mặt người đàn ông trung niên không chút cảm xúc, giết ngươi cũng giống thế thôi. Diệp Huyên tức đến mức đau ngực. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là nhằm vào người dễ bắt nạt mà. Nghĩ thế, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn xuất hiện trong tay hắn, một khắc sau, kiếm chấn hồn biến thành một tia kiếm quang bay ra. Nét mặt của người đàn ông trung niên ở phía xa thay đổi, ông ta không ra tay mà xoay người bỏ chạy.
Tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở phía xa. Diệp Huyên và ông lão đều sửng sốt. Sắc mặt của Diệp Huyên hơi khó coi, mẹ kiếp, tên này bỏ chạy rồi. Ít nhất người nó cũng là thành đạo cảnh, dù chỉ là linh hồn, nhưng nếu đối phương đã muốn tiến thì hắn cũng hết cách. Chết tiệt, đừng nói tên kia sẽ đi gọi người đến đánh mình nhé. Nghĩ thế, nét mặt Diệp Huyên trở nên càng khó coi hơn. Sở dĩ trước đó đối phương không dám chạy trốn chắc chắn là vì những kiếm khí kia, nhưng bây giờ, những kiếm khí kia đều đã bị hắn hấp thu cả rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không nói một lời. Lúc này, ông lão nhìn kiếm trấn hồn ở trước mặt Diệp Huyên, tiểu hữu, kiếm này của ngươi đã đạt tới ngự đạo cảnh, là một thanh kiếm tốt đấy. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, cười khẽ, bình thường thôi. Nói xong, hắn thu hồi kiếm trấn hồn. Ông lão trầm giọng nói, tiểu hữu, ám vực này thật sự không đơn giản, ngươi và bọn họ. Diệp Huyên khẽ thở dài, tiền bối, ông cũng thấy đấy. Ta và bọn họ không thù không oán, nhưng bọn họ cứ muốn gây chuyện với ta, ông thấy có vô lý không? Có còn vương pháp không chứ? Ông lão hơi do dự, sau đó nói, tiểu hữu thân phận không đơn giản, cũng không cần quá để ý đến ám vực này, có điều sau này vẫn phải cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Ông lão gật đầu, ông ta nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn về phía sâu trong đại điện đổ nát, ở nơi đó có một thi thể. Bên cạnh thi thể còn có một thanh kiếm. Ông lão đi tới trước thi thể, cẩn thận quan sát nó, một lát sau, ông ta ấn nhẹ lòng bàn tay xuống, ngưng. Dứt lời, không gian xung quanh trượt rung lên, một linh hồn hư ảo xuất hiện trước mặt ông lão. Ông lão nhìn linh hồn hư ảo kia, nơi này đã từng xảy ra chuyện gì vậy? Linh hồn hư ảo mơ màng nhìn một vòng xung quanh, sau đó gã đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, gã chợt sửng sốt. Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối biết ta sao? Linh hồn kia nhìn Diệp Huyên, tỏ vẻ khó tin, ngươi. Sau đó, gã cau mày, sao có thể? Diệp Huyên hơi khó hiểu, tiền bối có ý gì? Ông lão nhìn Diệp Huyên, ông ta cũng rất khó hiểu. Linh hồn đó im lặng một lúc rồi nói, trên người ngươi có hơi thở của sư tổ. Diệp Huyên lấy kiếm linh ra, là thanh kiếm này sao? Khi nhìn thấy thanh kiếm, linh hồn kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta cũng là người của kiếm tông. Linh hồn kia im lặng. Lúc này, ông lão lại hỏi, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Linh hồn kia nhẹ giọng nói, nhiều năm trước, kiếm tông chúng ta gặp phải đại nạn, một vài cao thủ thần bí xuất hiện ở kiếm tông, giết chết sạch người của kiếm tông. Diệp Huyên thắc mắc, tại sao? Nét mặt của linh hồn kia rất phức tạp, vì một quặng mỏ siêu cấp. Quặng mỏ siêu cấp? Diệp Huyên vội hỏi, quặng mỏ siêu cấp? Linh hồn kia gật đầu, kiếm tông ta lấy được một quặng mỏ siêu cấp ở ám giới này, quặng mỏ kéo dài mấy nghìn dặm. Hơn nữa còn có linh trí, có điều không ngờ quặng mỏ đó lại mang đến tai họa cho kiếm tông ta. Ông lão nhẹ giọng nói, quặng mỏ siêu cấp, chẳng trách ám vực sẽ ra tay. Linh hồn kia lại nói, lúc đầu, chúng ta vì né tránh những cao thủ này mà sử dụng trận pháp đưa tông môn trốn vào trong ám giới, nhưng không ngờ những người đó còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ta, bọn họ hoàn toàn không sợ những khí vẩn đục kia, trực tiếp đi vào trong ám giới giết chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng những cao thủ của ám vực kia đều đã chết hết. Là ai giết bọn họ? Linh hồn đó trầm giọng nói, sư tổ. Diệp Huyên hỏi, người đàn ông áo xanh à? Linh hồn nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, không phải sư tổ. Diệp Huyên hơi tò mò, không phải người đàn ông áo xanh à? Linh hồn kia gật đầu, là Thính Vân sư tổ. Thính Vân? Diệp Huyên sửng sốt. Hắn từng nghe lục sư tỷ nhắc đến hai chữ này, có điều lúc đó cũng chẳng để tâm, Thính Vân này mạnh đến thế sao? Lúc này, ông lão cất tiếng hỏi, tiểu hữu, ngươi và Thính Vân tiền bối này có quan hệ thế nào vậy? Diệp Huyên chớp mắt, sau đó đáp, sư tỷ, nàng là sư tỷ của ta. Ông lão im lặng. Mẹ kiếp, cha ngươi đáng sợ như thế, đại ca ngươi đáng sợ như thế, sư tỷ ngươi cũng đáng sợ như thế.
rốt cuộc tên này là ai? Mà cả nhà đều kinh khủng vậy. Thính Vân. Lúc này, Diệp Huyên cũng thấy hơi khiếp sợ, vì hắn thật sự không ngờ thực lực của Thính Vân này lại đáng sợ đến thế. Mười mấy cao thủ thành đạo cảnh đều bị giết chết, thật sự là không xem cao thủ thành đạo cảnh ra gì mà. Lúc này, linh hồn của người đàn ông trung niên dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão lắc đầu, linh hồn của gã vốn đã tan biến, là do ta cố ngưng tụ lại, bây giờ linh hồn của gã vô cùng yếu ớt, sắp tan biến trong đất trời rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên, một khắc sau, kiếm chấn hồn tản ra một lực lượng linh hồn mạnh mẽ bao phủ lấy người đàn ông trung niên, linh hồn sắp tan biến của gã đột nhiên ngưng tụ lại lần nữa. Thấy cảnh này, trong mắt ông lão lộ vẻ ngạc nhiên, ông ta nhìn kiếm chấn hồn, không nói gì. Người đàn ông trung niên ở trước mặt Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, vô nghĩa thôi. Xét từ một góc độ nào đó, thật ra thần hồn của gã đã bị tiêu diệt rồi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, để ta đưa ông vào luân hồi. Nói xong, giữa chân mày hắn đột nhiên xuất hiện luân hồi thần linh chi ấn. Thấy thế, ông lão hơi tò mò, tiểu hữu, đây là đại đạo luân hồi sao? Diệp Huyên gật đầu, tiền bối cũng biết đến đại đạo luân hồi ư. Ông lão cười đáp, 3000 đại đạo, ai mà không biết. Đại đạo luân hồi là một trong 10 đại đạo mạnh nhất của 3000 đại đạo, nếu ngươi lợi dụng tốt, sau này chắc chắn sẽ rất có tác dụng. Diệp Huyên chớp mắt, tác dụng gì? Ông lão hơi do dự, sau đó nói, ngươi không biết à? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, thần linh chi ấn của đại đạo luân hồi này là ta tình cờ có được. Tình cờ có được. Ông lão hơi cạn lời. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, tiền bối, chúng ta nói chuyện sau đi. Dứt lời, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên, các hạ, vào luân hồi đi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc, bảo trọng. Sau đó, gã tiến vào trong động luân hồi, chẳng mấy chốc, linh hồn của người đàn ông trung niên hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên cất ấn luân hồi, sau đó nhìn về phía ông lão, tiền bối, luân hồi thần linh chi ấn này có tác dụng gì không? Lúc trước, hắn sử dụng thứ này đạt tới chứng đạo cảnh, nhưng bây giờ, hắn đã đạt tới chứng đạo cảnh rồi, vì thế, đã lâu rồi hắn không động tới luân hồi thần linh chi ấn này. Ông lão đáp, sau này ngươi muốn đạt tới thành đạo cảnh, có thể sử dụng luân hồi thần linh chi ấn này. Diệp Huyên chớp mắt, thần linh chi ấn này có thể giúp người đạt tới thành đạo sao? Ông lão gật đầu, có thể. Nhưng ngươi muốn mượn luân hồi thần linh chi ấn để đạt tới thành đạo là một chuyện rất khó khăn. Hơn nữa nếu ngươi sử dụng rồi, ngươi sẽ là đại đạo luân hồi, ngươi hiểu ý ta chứ? Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Mượn luân hồi thần linh chi ấn đạt đến thành đạo. Diệp Huyên hắn sẽ như biến thành thần linh chi ấn, sẽ trở thành đại đạo luân hồi, một trong 3000 đại đạo. Diệp Huyên nhìn ông lão, như thế sẽ có vấn đề gì sao? Ông lão đáp với giọng điệu nặng nề, vấn đề rất nghiêm trọng. Vì ngươi sẽ khó mà đột phá. Đại đạo luân hồi không phải đạo do ngươi tạo ra mà là đạo của người khác, mà đại đạo luân hồi đã đi tới điểm cuối. Nếu ngươi trở thành nó cũng đồng nghĩa với việc thành đạo là giới hạn của ngươi, ngươi muốn tiếp tục đột phá sẽ rất khó. Nhưng có thể đạt đến thành đạo đã là điều mà rất nhiều người theo đuổi rồi, phải xem ngươi lựa chọn thế nào. Diệp Huyên gật đầu, nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Ông lão cười nói, tiểu hữu, lần này ta đến đây là để điều tra ám vực, hôm nay ta đã điều tra rõ rồi cho nên ta cũng phải trở về báo cáo. Diệp Huyên nhìn ông ta, tiền bối tên là gì? Ông lão do dự một lát rồi đáp, Tô Khắc. Diệp Huyên chắp tay, Tô Khắc tiền bối, chúng ta sau này gặp lại. Tô Khắc cũng chắp tay, tiểu hữu, sau này gặp lại. Nói xong, ông ta bèn muốn rời đi, mà lúc này, ông ta như nhớ đến điều gì, lại nói, tiểu hữu, cao thủ ám vực trước đó đã chạy trốn, ngươi phải cẩn thận với ám vực này, chỗ này rất phức tạp. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ lời nhắc nhở của tiền bối. Tô Khắc lại nói, còn nữa, khí vận đục ở sâu trong ám giới rất mạnh, tiểu hữu tuyệt đối đừng tiếp tục tiến lên, vì nếu còn tiến lên sẽ tiến vào nội bộ của ám giới,
bây giờ tiểu hữu vẫn không thể chống lại khí vận đục ở nơi đó đâu. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt hắn là một vùng đen kịt. Nơi sâu trong ám giới. Diệp Huyên im lặng. Tô Khắc cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi. Sau khi Tô Khắc đi, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng vơ vét quặng mỏ cực phẩm. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên đã lấy được 6 quặng mỏ cực phẩm, hơn 1.300.000 viên tạo hóa thần tinh. Hơn 1.300.000 viên. Đây là khái niệm gì? Có thể nói, bây giờ đạo đình và đạo chủng chi địa gộp lại cũng không giàu bằng hắn. Đương nhiên hắn còn vơ vét cả thi thể của những cao thủ kia nữa. Thi thể của cao thủ kiếm tông đều được hắn an táng đàng hoàng, còn thi thể của cao thủ ám vực thì đều bị hắn vơ vét sạch sẽ, thu hoạch được không ít, chừng mấy chục nghìn viên tạo hóa thần tinh, ngoài ra còn có những bảo vật khác nữa. Một đống của cải. Vơ vét xong, Diệp Huyên cũng không rời đi mà đưa mắt nhìn vào chỗ sâu trong ám giới. Chắc chắn chỗ sâu đó có nhiều quặng mỏ cực phẩm hơn. Vì hắn có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm. Lúc này, giọng nói của Diệp Chi Mệnh đột nhiên vang lên, đừng tham lam. Diệp Huyên gật đầu, hắn xoay người rời đi. Hôm nay thu hoạch quá nhiều, hắn đã hài lòng rồi. Lúc này, hắn chợt dừng lại. Diệp Chi Mệnh thắc mắc, sao thế? Diệp Huyên đáp, Chi Mệnh, ta suýt quên mất một chuyện. Diệp Chi Mệnh hỏi, chuyện gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta đã trở thành đạo thể rồi, cô nói xem, đạo thể này của ta đủ để chống lại những khí vận đục kia không? Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, đạo kinh luyện thể này được gọi là công pháp luyện thể đứng đầu, đạo thể cũng được gọi là thể chất đứng đầu. Ta rất tò mò là đạo thể này có thể chống lại những khí vận đục kia không? Diệp Chi Mệnh đáp, thử xem sao. Nàng ta cũng thấy tò mò. Đây chính là võ học đạo kinh. Diệp Huyên gật đầu, hắn đưa mắt nhìn xung quanh kiếm tông còn có khí vận đục lơ lửng. Hắn di chuyển, đi tới trước một vùng khí đục, giơ tay phải nắm lấy nó. Diệp Huyên nhìn chằm chằm luồng khí đục kia, một lát sau, hắn bật cười. Vì thân thể hắn không có vấn đề gì cả. Khí đục này không thể làm ảnh hưởng đến đạo thể của hắn. Diệp Huyên nhìn luồng khí đục trong tay, như nghĩ đến điều gì, hắn chợt buông tay ra, mặc cho luồng khí đục kia xâm nhập vào trong cơ thể. Sau khi khí vận đục tiến vào trong người hắn, thân thể hắn vẫn không bị làm sao cả. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, hơi hưng phấn nói, Chi Mệnh, ta có một kế hoạch rất to lớn. Diệp Chi Mệnh hỏi, kế hoạch gì? Diệp Huyên hơi nhếch môi, một khắc sau, hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã tiến vào chỗ sâu của ám giới. Sau khi đi vào, Diệp Huyên phát hiện xung quanh tối đen, khắp nơi đều là khí đục, những khí đục này rất nồng đậm, đừng nói là cao thủ ngự đạo cảnh, dù là cao thủ thành đạo cảnh cũng không dám tự ý bước vào nơi này. Lần này, Diệp Huyên không tìm quặng mỏ cực phẩm nữa mà bắt đầu liên tục hấp thu những khí vận đục này, sử dụng thân thể của mình như vật chứa, hút hết khí vận đục vào trong cơ thể. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm lặng lẽ ngưng tụ trong tay hắn. Một thanh kiếm ngưng tụ từ khí đục. Ngoài ra, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện hơn 10.000 kiếm khí. Tất cả đều là kiếm khí ngưng tụ từ khí đục. Thấy thế, Diệp Huyên không khỏi bật cười. Đạo thể của hắn miễn dịch với khí đục này, nhưng không phải ai cũng có đạo thể. Sự đáng sợ của 10.000 thanh kiếm khí ngưng tụ từ khí đục này chắc chắn đáng sợ hơn cả kiếm chấn hồn. Những kiếm khí này, chỉ cần chạm vào sẽ chết chắc. Cao thủ bình thường hoàn toàn không thể chống lại những khí vận đục này. Một khi tiếp xúc sẽ lập tức bị ảnh hưởng nặng nề. Diệp Huyên cũng không dừng lại mà tiếp tục hấp thu những khí vận đục kia, sau khi hấp thu, hắn lập tức ngưng tụ nó thành kiếm. Trong tháp giới ngục, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên không ngừng ngưng tụ kiếm, im lặng không nói một lời. Nguyên nhân tai ách. Nàng ta bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân tai ách này rồi. Thật ra nàng ta cũng cảm thấy đồng tình với đạo đình nữa. Còn tiếp tục thế này, đạo đình sẽ bị Diệp Huyên tiêu diệt. Khoảng hai cạnh giờ sau,
Diệp Huyên hấp thụ toàn bộ khí vẫn đục xung quanh, sau đó ngưng tụ lại thành kiếm. Bây giờ, hắn có khoảng 120.000 thanh kiếm tê. Tất cả đều ngưng tụ từ khí vẫn đục. Mà với thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là khống chế 120.000 thanh kiếm, dù có khống chế 500.000 thanh kiếm, hắn cũng có thể làm được. Đương nhiên sở dĩ trước đây hắn không làm thế là vì kiếm khí chú trọng chất lượng hơn số lượng, nhưng bây giờ thì khác, những kiếm này rất đặc biệt. Có thể nói những thanh kiếm ngưng tụ từ khí vẩn đục này hoàn toàn không cần tiêu tốn quá nhiều lực lượng của hắn, nó vốn đã mang theo một lực lượng kỳ lạ rồi. Hắn chỉ cần điều khiển nó là được. Chỉ đơn giản như thế thôi. Diệp Huyên cất tất cả kiếm đi, sau đó đi về phía sâu trong ám giới. Có điều đi chưa bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người, một hơi thở mạnh mẽ kéo tới từ chỗ cách trước mặt hắn không xa. Diệp Huyên nhíu mày, một bóng trắng xuất hiện. Bạch Bào. Thấy Bạch Bào, nét mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, quả nhiên đạo đình này vẫn chưa từ bỏ. Bạch Bào đưa mắt nhìn xung quanh, hơi nhíu mày, vì sao nơi này không có khí vẩn đục. Diệp Huyên nhìn gã, không nói gì. Bạch Bào nhìn Diệp Huyên, là ngươi gây ra. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt tay phải, lúc này, Bạch Bào lại nói, những khí vẩn đục này không làm ảnh hưởng đến ngươi. Diệp Huyên không nói gì. Bạch Bào nhìn Diệp Huyên, gã không ra tay mà lại xoay người rời đi. Diệp Huyên cũng không ra tay, vì hắn không chắc chắn mình sẽ giết được Bạch Bào. Mà hắn cũng không muốn tiết lộ chuyện khí vẩn đục vào lúc này. Đây là một chiêu để hắn tiêu diệt đạo đình. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ một lát, sau đó tiếp tục đi vào chỗ sâu của ám giới. Hắn muốn đi tới nơi đó xem thử. Chỗ sâu của ám giới cũng chính là chỗ sâu của vực thiên giới, rốt cuộc trong này sẽ có gì? Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên dần nhíu mày, vì hắn cảm nhận được một áp lực vô hình. Áp lực này tựa như những ngọn núi lớn đè lên người hắn. Khiến hắn cảm thấy khó thở. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên dừng bước, hắn không dám tiếp tục tiến lên nữa. Vì bây giờ hắn cảm thấy rất khó thở. Áp lực kia quá mạnh. Rốt cuộc sâu trong ám giới này có cái gì? Diệp Huyên im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Lúc này, một cánh tay đen như mực đột nhiên đặt lên bả vai hắn. Không một tiếng động. Diệp Huyên không dám động đậy. Mà cái tay kia vẫn cứ đặt trên bả vai của hắn như thế. Diệp Huyên không cảm nhận được có người sau lưng, mà đây mới là điều đáng sợ nhất. Rõ ràng là có người, hơn nữa đối phương còn đặt một tay lên bả vai của hắn, nhưng hắn lại không cảm nhận được đối phương. Rốt cuộc là ai? Diệp Huyên xoay người, mà trước mặt hắn lại trống không. Không có gì cả. Diệp Huyên im lặng. Một khắc sau, Diệp Huyên xoay người bỏ chạy. Khặc khặc. Lúc này, một tiếng cười kỳ lạ đột nhiên vang lên khắp xung quanh. Diệp Huyên dừng bước, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra gì cả. Diệp Huyên im lặng một lát rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra. Một khắc sau, một khuôn mặt người xuất hiện trước mắt hắn. Là mặt của một cô bé. Cô bé sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tóc tai bù xù, tóc rất rối, che kín nửa bên mắt, lúc này, cô bé đang nhìn chằm chằm hắn cười nham hiểm. Không thể phủ nhận rằng, Diệp Huyên bị dọa giật cả mình. Diệp Huyên nhìn cô bé trước mặt, sau đó cũng nhếch miệng cười. Thấy Diệp Huyên cười, cô bé hơi sửng sốt, một khắc sau, nàng ta bóp lấy cổ họng Diệp Huyên, trong nháy mắt. Một lực lượng mạnh mẽ khiến Diệp Huyên không thể động đậy. Vào khoảnh khắc cô bé ra tay, kiếm chấn hồn của Diệp Huyên đột nhiên ra khỏi vỏ. Xoẹt. Theo một tiếng cắt vang lên, khuôn mặt người lập tức biến mất, còn Diệp Huyên thì lùi xa mấy trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại, một cô bé mặc áo trắng đã xuất hiện trước mặt hắn. Cô bé áo trắng nhìn Diệp Huyên, nhếch miệng cười, tiếng cười có hơi u ám, sau đó... Cô bé lập tức muốn ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy một que kẹo hồ lô ra. Cô bé nhìn kẹo hồ lô trong tay Diệp Huyên, chớp mắt. Diệp Huyên búng tay, kẹo hồ lô bay đến trước mặt cô bé áo trắng.
Cô bé áo trắng hơi do dự, sau đó nhận lấy kẹo hồ lô, cô bé khẽ liếm, sau đó, mắt cô bé sáng lên, tỏ vẻ khó tin. Diệp Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hắn cũng chỉ thử thôi, vì hắn phát hiện hình như mấy đứa bé rất thích kẹo hồ lô. Rất rõ ràng là cô bé trước mặt cũng thích kẹo hồ lô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.